Trung đạo là gì? Trung đạo là sai vì người ta tu vô hình và hữu hình, nó không tu hữu hình vô hình, nó tu giữa cái phần vô hình và hữu hình này thì gọi là trung đạo. Rồi con hỏi tiếp đi. Thiền có phải là chỗ trung đạo không ạ? Không, trung đạo nó khác. Có nghĩa là người ta tu phải quấy, nó không tu phải quấy mà nó tu trung đạo. Mà cái trung đạo này là nói cái gì? Nó không dính vào vật chất và nó không dính vào phi vật chất, người ta gọi là trung đạo. Mà cái này đó giảng á, thì sau cùng nó đi vô thiền tông. Cái trung đạo này là thiền tông đó. Có nó dẹp bỏ hai bên mà. Hai bên là phải quấy hơn thua. Còn cái không phải quấy hơn thua là cái gì? Là buông. Người nào tu buông là tức người trung đạo. Đó là thiền tông chứ có gì đấy. Rồi con hỏi đi. Tu vật lý giống như đi bộ, còn tu thiền tông giống như là đi máy bay. Tu cái nào cũng chết, vậy thầy giải nghĩa cho con. Thì tu đường bộ đó, nó chết ít hơn, nó chết kêu bằng té rồi gãy răng thôi. Máy bay chết luôn. Máy bay mà rớt xuống là chết luôn, khỏi có gãy răng, gãy chân vậy đó. Bởi vì cái tu thiền tông rất nguy hiểm. Đi sai một cái giống như mình sử dụng cái gì, cái vật nhọn mà nó nhỏ đó. Nó có đâm mình chết không sao, mà nó con xài một cái trái mìn á mà nó nổ một cái sao banh xác của luôn. Thiền tông nó là vậy, đâu phải gì, thiền tông không dễ đâu. Vì thế mà thiền tông Đức Phật phải đợi cho khi lời người dân binh lên thật cao mới dám phổ biến cái này ra. Vì thiền tông phổ biến ra nó xóa toàn bộ hết những cái quy luật vật lý, bởi vì nó thoát mà. Bởi vì nó tu thiền tông là gọi là tiêu tu bằng đường chim, mà đường chim mà nó rớt xuống là nó chết nha. Còn tu mà vật lý và tu đường bộ, tu thứ lớp của đường bộ, cái thiền tông rất nguy hiểm. Mà thiền tông bây giờ đã muốn tu là con người phải trí tuệ mới tu được, hiểu về nhân sinh vũ trụ, khoa học vật lý, rồi nhân quả luân hồi, quy luật. Cái trước mắt muốn tu thiền tông là con người đó phải trí tuệ. Thứ nhất phải hiểu mình là cái gì, hoàn cảnh xung quanh là gì, phải hiểu căn bản là ngũ thú tập cư. Trái đất này là năm loài sống chung, phải hiểu căn bản này mới tu thiền tông được. Vì thế mà mình hiểu ngũ thú tập cư rồi, không cúng ai ở đây, không lại ai, không cầu ở đây, mà tự mình tự lực kính sinh để thoát ra ngoài cái quy luật này. Thì ông Phật đã chỉ cách, nhưng mà chỉ thì cũng không có chỉ rõ đâu. Thư thật đó là quyền ký chỉ có 60% thôi, còn 40% còn giấu. Nhưng mà tôi có tìm mấy cách, tôi nâng cấp mới lên thôi. Chứ sự thật đó là cái đạo Phật cũng chưa nói hết được, mới 60% thôi. Nhưng mà bây giờ đó thì mình nói vậy chứ mình cũng phải là nghiên cứu cái thế giới này. Giờ con suy nghĩ đi, tất cả chùa Việt Nam ai cũng cúng rồi, bây giờ mình nói này sao đây, nó mạnh không được. Vì thế mà cũng phải nói, rồi nói chạy rồi thắng chứ không phải thắng luôn. Bây giờ thí đường cao tốc người ta cho chạy 120 km/h mà con không dám chạy được, thôi chạy 50 km/h thôi. Vậy thiền tông mà nó ra đời tại sao? Mà lục tổ nói đó, khi mà cái thiền tông mà thuyết được thông, tất cả người tâm thông, người nào cũng thông cái này, thì ra đời phá tà tông, tất cả gì tà tông đây nó phá hết. Mà chùa thiền tông không phá tà tông, mà chùa thiền tông phổ biến để cho các chùa sai quay đầu lại thôi, không phá. Nó mà quay thì bây giờ tính rồi ai đồng ý quay. Bây giờ thời gian vừa rồi thì chùa Thiền Tông đã nói rất nhiều, nói về quy luật nhân quả luân hồi trên đất này, cấu tạo của một cái tam giới. Chưa có cái đạo nào mà nói là cấu tạo tam giới, mà Thiền Tông nó nói về cấu tạo tam giới thì mới hiểu được cái quy luật nhân quả của nó. Muốn hiểu nhân quả thì phải hiểu được cái cấu tạo của một cái tam giới và cái quy luật nhân quả luân hồi thì mới hiểu Thiền Tông được. Mà Thiền Tông này là, tôi đã nói là 10 tần số, chỉ có người nơi tần số 10 trên 10 mới tu thôi. Giống như điện mình ở đây 220 nó mới cháy, 200 nó chập chờn, còn 180 thì nó cực giật, rồi khúc dưới thôi không cháy, người ta không biết. Bởi vì tại sao cái loài người, tại sao ông Phật bảo là con người là vô minh là không sáng. Bây giờ làm sao? Muốn sáng thì phải mở được con mắt ra.
Nhưng mà đây có ai mở đâu. Mới vừa nói sơ nó chửi rồi đó. Thấy không? Nó kiến chấp như vậy đó, thành ra khó. Thì thôi bây giờ phổ biến được nhiều người phổ biến. Rồi con hỏi con thỏa mãn không? Thỏa mãn hỏi tiếp. Trí tuệ như con sông, càng sâu càng im lặng. Thầy giải nghĩa cho con theo Thiền Tông là như nào ạ? Lặp lại. Trí tuệ như con sâu. À, trí tuệ. Trí tuệ như con sông, càng sâu càng im lặng. Thầy giải nghĩa cho con theo Thiền Tông ạ? Trí tuệ như con sông, càng sâu càng im lặng. Bây giờ cái trí tuệ này nè, không giải thích cái Thiền Tông này được. Vì con nên là con giải thích một cái trong thế giới này gọi là thế giới nhân quả, là thế giới nó chuyển động, mà cái trí tuệ của người nó yên lặng, không thể mà giải phá được cái yên lặng được, nó phá được cái chuyển động được. Vì thế mà ông Phật ông nó khó, bởi vì ông nói là khi Thiền Tông nó ra đời nói 1.000 người chỉ có 1 người nghe thôi, thành ra khó, nó đưa vô khó lắm. Giờ người ta giải thích bằng khoa học như ban ngày, nhưng mà có ai đồng ý đâu. Tại sao ta không đồng ý? Là vì ta kiến chấp. Bây giờ hỏi vậy chứ bây giờ cắt cái chùa ra, bây giờ nếu nói về Thiền Tông có ai đến chùa nữa không? Rồi con suy nghĩ đi, chùa biến thành cái gì? Suy nghĩ đi. Bây giờ cái chùa nhỏ là ví dụ một người trụ trì quét được ngang, mà nói chùa bằng 10 cái này, ông thầy ông già rồi sao? Chỉ có bỏ thôi. Rồi sao ai chấp nhận cái bỏ chùa? Vì thế mà cái Thiền Tông nó ra nó cũng khó chứ không phải dễ đâu. Nhưng mà nên nhớ một điều á, khi mà người ta phản ứng thì phải ngưng lại. Giống như luật pháp ra thì dân phản ứng thì luật pháp phải dừng lại, rồi điều chỉnh luật pháp. Thì Thiền Tông này khi mà công bố ra rồi, bây giờ người ta phản ứng thì phải điều chỉnh cái Thiền Tông lại, điều chỉnh theo cái thế giới vật lý. Mà điều chỉnh này không phải điều chỉnh hết, ai theo thì tôi chỉ con đường đi ra, còn ai không theo tôi chỉ con đường đi. Giống như mình vô một cái cơ quan, không đi cửa trước được thì phải đi cửa sau. Đó, nó phải đi theo cái nguyên tắc này. Vì thế giới này gọi là thế giới vật lý nhân quả luân hồi, vật chất giải quyết tất cả. Vật chất giải quyết tất cả những gì tồn tại trên thế đất này. Còn Thiền Tông là nó chỉ con đường đi ra, mà bây giờ ai 100 người á thì chỉ có một người số 10 thôi ta tới, còn mấy người thì số 9 ra đi, ta không đi được. Mình cũng không trách người ta, vì theo cái quy luật của nó. Giờ con hỏi tiếp đi. Trong bài An Vị Phật có câu là: hồng trần đám lửa cháy nan, nước mưa thiền học xối tràn tắt ngay. Thầy giải thích cho con câu này. Thì bây giờ con suy nghĩ, Thiền Tông ra đời để gì? Bây giờ tất cả những chuyện gì ở trên này nó hoàn toàn theo quy luật vật lý. Mà Thiền Tông nó ra đời thì nó chỉ cần phổ cái Thiền Tông này thì tất cả những cái mà mơ tưởng này kia nó xóa hết, nó dừng lại hết. Vì thế mà ta nói là đám mưa thiền học xối tràn tắt ngay. Cái mưa thiền học chứ không phải mưa trên trời. Cái mưa này là cái mưa thiền học. Bây giờ cái mưa thiền học này, tất cả các nơi cúng kiến lại lục cầu sinh, Thiền Tông đưa ra biểu cúng không cúng. Giờ con suy nghĩ đây. Thiền Tông ra đời chỗ nào chùa hoàn toàn không cúng, không lại không. Bởi vì con người là sao? Thế giới này á, thần là đẳng cấp có nhiệm vụ gì? Nhiệm vụ là lập đạo để hù người, để không có giữ. Nhớ nè, thần lập đạo để hù người, không giữ nè, chứ không phải ấy nè. Còn thánh lập đạo nói về hiển linh. Còn con người giải quyết tất cả những gì thần thánh luôn. Con người nói rõ là thần là cái gì, thánh là cái gì. Con người có cái bổn phận là phải chỉnh lại. Nhưng mà nó có một cái điều là tại cái con người đó, nó nếu mà con người có 16 thứ tánh, nếu mà người nào sử dụng cái ác và cái kiến chấp thì con người đó không đúng là con người. Con người ta là phải đầy đủ 16 thứ, mà cái nào cũng phải xài hết, nhưng mà xài đúng lúc. Cái con người mà tham, ác và kiến chấp nó xóa hết. Vì con người này, con người nó phá được mà. Thần thánh cũng phải sợ do người mà. Đúng theo quy luật ở thế giới này, thần cũng phải sợ.
Bây giờ cái linh, cái đình nào mà linh cỡ nào, cái miếu nào linh cỡ nào đây, ông con người ta có cái súng là bắn cái rầm là trốn hết, mấy ông kia trốn hết. Nó con người giải quyết được tất cả chứ, mình phải hiểu cái thế này. Vì thế mà thiền tông, tại sao Đức Phật ông phải đợi tới thời văn minh mới nói được. Thời văn minh nói ra mấy ông kia ngẫm hết, phải chứng minh bằng khoa học. Chứ còn nếu cái thời này mà, cái thời mà hậu thời mà cách là chừng khoảng 50 năm thôi, nói không ai tin. Bây giờ khoa học nó lên rồi, mình nói ở đây bên Mỹ nó nghe, thì nó chứng minh được, bởi vì nó là Phật là trùm khắp mọi nơi, nói đây chứ bên kia nó nghe. Chứ hồi 10 năm trước nói người ta không tin. Từ trường hợp mà cái điện thoại mấy G này nó ra đó, nó nâng cấp lên tới 4G, 3G bắt đầu mình là cái thiền tông nó mới công bố được. Chứ hầu mới ra 1G cũng không được. Nó bây giờ nó, bây giờ nó văn minh, bây giờ nó sẽ cái truyền hình internet có, Việt Nam mình mới có 2 năm thôi. Chứ 5 năm trước đâu có truyền hình internet. Đó bây giờ mình nói đây nó phát lên thì ở đâu cũng biết. Vì thế thiền tông nó phải ra đời để đáp ứng cái trí tuệ con người. Chứ ngày xưa mà nó sẽ truyền bá đạo khó lắm. Một ông nó ngồi, mình muốn đi nghe cái ông đó giảng đi cần mấy trăm mấy số mới tới, bây giờ không cần. Giảng đây bên Mỹ ngồi, bên Nga, bên Tàu, bên Ấn, người ta nghe, ta hiểu hết. Mà bây giờ nó có nhiều cái chuẩn bị, nó ra cái tivi mà nó dịch luôn á. Ví dụ nói tiếng Việt, cái tivi nó dịch ra tiếng, người nào nó dịch ra tiếng đấy, nó có cái mã số nó dịch luôn. Nó dần dần, thì cái này nó, thì tới cái đó đó, thì nó, thì cái danh từ Phật là trùm khắp mọi nơi được, mã quá hết. Một tiếng nói Việt Nam mà nó dịch ra 100 mấy chục nước trên thế giới luôn. Đó, thì nó sẽ nâng cấp cái này, thì ông Phật cũng đã nói rồi. Thì bây giờ bắt đầu mới gọi là tiền phổ biến thiền tông thôi, chứ chưa đâu. Tại sao thiền tông ra đời? Bây giờ ta nói là nếu mà nói cái thiền tông này là ma đạo, thì người ta mời, đến cái ma đạo chỗ nào chỉ. Còn cái chỗ nào chánh đạo thì đây đấy, đây tôi thông báo hồi khi mà công bố nguyện ký tôi đã nói rồi, không đồng ý cứ đến đây tranh luận. Mà mình phổ biến này nó đúng ra đó cũng bài bản. Cái quyền ký ra nhà xuất bản tôn giáo tôi chưa đồng ý, mà tôi phải xin cái nhà văn học, cái nhà luật nữa, để chỉ hai cái này nó tương tác với nhau để mà nó yểm trợ cái thiền tông này nè. Còn nếu á, một nhà không được, một nhà này gọi là cái nhà tôn giáo, rồi bên đây cái nhà văn học, rồi cái nhà luật, để nó bảo đảm cái này ra. Vì thế á, mình mới xin phép ba cấp chính quyền của tỉnh Long An cho phép từ tỉnh đưa về đây công bố ra. Tôi mời tất cả, kể cả VTV trung ương, rồi địa phương, rồi báo chí, trong báo chí từ thủ đô cho đến thành phố, tất cả các thân hào nhân sĩ muốn đến đây tôi nghe. Sau đó có một cuộc giải đáp đặc biệt nghe, lần thứ nhất. Mà tới nay thì mới giải đáp lần thứ ba thôi, chuẩn bị lần thứ tư. Chưa có ai bác bẻ cái này. Mà có nhiều người họ cũng đến hỏi nhiều lắm. Tôi nói vừa rồi, có mấy ông thầy, tôi nói tôi không có tiếp riêng, cứ đúng ngày Chủ nhật đến đây tôi tiếp. Nhưng mà tôi tiếp bằng cái luật pháp, anh muốn hỏi cái gì. Nhưng mà anh phải chấp nhận là anh không có cãi ngang được. Phải có luật sư làm chứng, có người trí thức làm chứng. Nhưng mà tôi muốn ấy thì đi về cái chùa đó, ký cái hợp đồng lại với anh em trực đó, rồi tôi sẽ nói, tôi sẽ tổ chức rõ ràng. Nhưng mà rồi mấy anh cũng đi hết chứ không ông nào dám. Mà tôi phổ biến rộng rãi đàng hoàng chứ không phải ấy đâu. Mà tôi có nói thế này nè, tất cả đến chùa bất cứ đâu đến đây tôi bao xe đến đây ăn ở khỏi tốn. Tôi mời bằng cái đó, anh ở đâu Hà Nội cũng được, ở xe mấy chục triệu đâu đưa vô đây. Tôi đối đãi đàng hoàng, ở chùa có chỗ nghỉ. Mà tới đây không đấy. Mà trong đó ngoài Hà Nội có 4 người, ở ngoài Huế có 2 người. Mà tới đây tôi biểu làm văn bản đàng hoàng đến chùa là nói anh em trực á, nói anh em trực để làm cái công tác này. Mà tôi lo vậy thôi. Chứ đừng có ở nhà mà cái chửi, chứ nói là
tôi là dùng quan tưởng là thiền tông ma đáo, ma giáo tà đạo ốc, là ở đây ma giáo tà đạo phải nói, có người nói, người nói, người nghe, người làm chứng, người viên bản mới được. Rồi câu hỏi tiếp đi. Một câu nữa là thiền thanh là hiểu thiền cơ, thầy giải nghĩa cho con câu này ạ. Thiền thanh là hiểu thiền cơ, thầy giải nghĩa cho con câu này. Thiền thanh là hiểu thiền cơ. Thiền thanh là hiểu quyền cơ. À, bây giờ nó dễ ở trời. Bây giờ thiền tông ra đời phá hết, không có cái gì quyền bí hết ở trời. Bây giờ con suy nghĩ là thiền tông, nếu mà ai hiểu thiền tông bây giờ hồi đó đó, tưởng đâu là cái miễu đó linh, không phải đâu. À, linh, thiền tông nó nói luôn á, nhưng bây giờ không thể nói trắng được. Bây giờ đó, trên trái đất này nó tổ chức nè, thần người ngạ quỷ. Thần là cái gì? Đầu tiên là lập ra cái đạo để hù con người. Khi con người lập bộ lạc, tham lam nó hù. À, mày tham lam mà tao bẻ họng mày đó. Ông thần cũng nói vậy thôi chứ không có bẻ họng ai đâu. Mà ông có lập cái đạo này thì mượn xác người để lập. Thấy không? Rồi hù người ta sợ thôi, chứ ông thần nào bẻ họng ai đâu. Rồi ông thần thì có cái bổn phận là thực thi nhân quả do con người tạo ra. Tất cả những gì thành tựu cái gì mình bị này bị kia là do thần thực thi nhân quả. Đó là cái bằng ông Phật đã nói rõ rằng ngũ thú tập cư, thần là nhiệm vụ vậy đó, có hai nhiệm vụ thôi. Một là lập đạo để hù, hai là thực thi nhân quả. Và đồng thời cho tánh Phật mượn thân người, vì thần đó là cái bằng thần đó là phụ trách trưởng dòng tộc chứ không nhỏ đâu. Rồi sau khi mà mình tạo nhân quả rồi đó, mà trước khi mình mất, ổng cũng báo cho biết là mày sẽ đi đâu á. Nhưng mà nên nhớ rằng mà trước khi mình đi luân hồi, nó không phải đơn giản đâu. Muốn đi luân hồi phải qua tay mấy ông Thánh. Ông Thánh phải thử thách mấy lần. Chứ đâu phải dễ đâu. Ai mà có coi cái chuyện mà Thiếu Lâm Tự á. Ở trong Thiếu Lâm Tự, muốn vô Thiếu Lâm Tự phải đi qua ba cái ông giữ cửa này nè. Mới vô thâm nhập được. Còn mà khi ở trong Thiếu Lâm Tự muốn đi ra cũng phải thử ba lần ông mới đi ra nổi không, đủ sức đi ra không. Thì thiền tông này là những người mà đi luân hồi hoặc là đi trở về Phật giới phải đi qua cái tay mấy ông Thánh này nè, kiểm tra ba lần. Vì thế mà dòng thiền tông ta nói muốn ấy thì phải đi qua ba ông này. Cái đó là cái quy định của cái tam giới này. Thành ra bây giờ mình giải mã được cái này rồi đó, thì nó, cái quyền cơ nó bị phá hết. Thành ra cái quyền cơ nó không hiểu, thì người ta tưởng này kia nọ chứ sợ. Tưởng vậy đó mình đi cầu xin lại là không phải vậy. Thần có nhiệm vụ vậy, thánh có nhiệm vụ này, người có nhiệm vụ. Đây là ba cái đẳng cấp để mà giải quyết cái vấn đề mà trái đất này sống hoặc là chết. Chết sống trái đất này cũng do con người, chứ không có ai. Trái đất này muốn tồn tại lâu thì khỏi do con người, mà muốn hủy diệt là cũng con người chứ không ai vô trong đây. Ông thần, ông thánh không làm được cái này. Đó, bây giờ quyền cơ của thiền tông là nó có nói tới cái chỗ này. Rồi, con hỏi tiếp đi. Thầy giải thích cho con câu Phật có ba thân là sao ạ? Ba thân là gọi là mỗi người phải có tam thân. Là ai cũng phải có cái thân là báo thân, ứng thân và hóa thân. Nha, ai cũng phải có cái này. Còn thân Phật cũng vậy, vô đây mang cái thân người. Thì trong thân Phật nó có cái tánh Phật, cái thân của Phật. Vì thế mà trong kinh có nói là khi mà con người mà hiểu được cái Phật nhân rồi đó thì mới tu được thiền tông. Bởi vì trước khi mà quyền ký chưa công bố được, Phật nhân không biết cái gì, ông đó là Phật. Hồi xưa ông Thường Hộ Minh, ông gì nữa là tôi xin gian các ngài thành Phật đó. Ông nói là ai cũng có cái tánh Phật mà ta không biết. Thì bây giờ quyền ký công bố rồi, ai cũng có tánh Phật, nếu mà người nào nhận đó gọi là Phật nhân. Rồi Phật nhân này biết tạo công đức trở về Phật giới gọi là Phật quả. Tam thân ở thế gian này là ứng thân, hóa thân và là chánh thân Phật đó, ai cũng phải có, con cũng phải có cái ba cái thân, tam thân. Tánh thân con người nó khác. Thì bây giờ phàm phu cái tánh cho con là thân người, trong đó có cái gì? Có
có phàm phu và có tánh Phật, có cái Phật, cái thân Phật của con trong đó. Nhưng mà đây là nó nằm hai cái giới của vật lý thôi. Còn muốn về bên kia thì phải có công đức mới về đằng kia. Thì tất cả ai cũng có các thân Phật về đó thành Phật, còn ở đây gọi là Phật nhân thôi, chỉ hiểu thôi. À, tôi hiểu vậy thôi. Tam thân thì trong cái quyền bí á, ứng thân, hóa thân và chân thân. Nếu ai hiểu được cái này thì mới hiểu được tam thân là vậy đó. Chứ, rồi có nhiều nghề vật lý á, người ta cũng có giải thích chuyện khác. Bây giờ mình ngồi đây, cái mình suy nghĩ ở đâu á, phải nói là hóa thân. À, rồi điêu ba cái ông nó vô đây, ứng thần quá thần đâu biết mà đem về đây, trở về cái Phật nhân. Phật nhân làm xong rồi đi về cái Phật quả. Cái suy nghĩ của mình, suy nghĩ đông tây nó thuộc về quá thân. Còn cái con người hiện tại đây là tại thân, gọi là Phật nhân á, rồi tạo được công đức về Phật giới, gọi là thành Phật, gọi là kim thân. Rồi con hỏi tiếp đi. Vừa nãy thầy có nói từ chân thân phải không ạ? À? Thầy giải nghĩa cho con cái từ đó. Cái gì? Chân thân là cái chân thật của tánh Phật mình á. Còn cái chân thân của con người là 16 thứ. Mà ở trong thế giới này đó, 16 thứ tên người là chân thật. Nhưng mà sự thật nó không phải, nó duyên hợp nó có. Giống như con người của mình có đứng đây, chứ sự thật là do tứ đại duyên hợp và điện từ. Vì thế mà điện từ không bao nữa thì tứ đại nó rã, gọi là trong đó nó gọi là quyển thân. Cái thân này không có thật. Mà cái chân thật ở đây là cái gì? Trong trái đất này nó có ba cái loại. Một là phước đức, là đi hưởng các quả trời. Ác đức ở trái đất này, công đức đi về bên kia. Đây nó cũng ba thân về cái chân thật. Ở trong này á, nó có cái chân thật của cái công đức á. Còn cái phước đức hay là cái ác đức nó là quyển hóa thôi. Phước đức là nó cấu tạo bằng điện từ dương, còn ác đức á, nó cấu tạo bằng điện từ âm. Âm dương nó quay nó mới tồn tại. Còn cái mà cái công đức á, nó cấu tạo bằng điện từ quang. Đạo từ quang trong trái đất này nó có. Vì thế mà người ta vô, người ta làm việc ở đây, nó phải phát ra ba cái loại đức. Một là công đức, hai phước đức, và ba là ác đức. Đây là cái chân thật trong trái đất này là duy nhất chỉ có công đức mà thật thôi. Còn phước đức nó cũng quyển quá lên, nó xài hết rồi thôi. Còn cái công đức không xài hết là tạo đây đem về bên kia vĩnh viễn á, một kim thân Phật vĩnh viễn đó. Mình phải hiểu cái nguyên tắc này. Trong trái đất này nó xoay giống như mà trong núi á, nó có cái hột xoàn, nó có vàng, có hột xoàn, có này kia đó. Nhưng mà biết tìm cách lấy ra mới được. Công đức nó cũng từ ở thế gian này, từ trong cái thế giới vật lý này nó mới lấy, nó tìm được cái công đức trong đó. Công đức này là duy nhất chỉ đem về bên Phật giới, để mà điện từ quang nó chiếu vào, nó trở thành kim thân Phật. Vì thế mà mấy ông Phật có đổ xô vô đây, mình cũng đổ xô vô đây kiếm, nhưng mà mình không chịu về, và công bố rồi không chịu về, còn cũng mê ở đây. Rồi hỏi tiếp đi. Thầy giải thích cho con từ im lặng thanh tịnh là gì ạ? Im lặng thanh tịnh là gì ạ? Im lặng thanh tịnh. Im lặng là mình không có nói, thanh tịnh là nó tự nhiên, nó không sao. Nhưng mà nên nhớ rằng cái câu đó không có đúng. Ở trong thế giới này mà con im lặng thanh tịnh thì con dụng công. Sóng biển đó đang xào thì con không cách nào con chặn được. Mà con muốn chặn thì con phải dùng một cái khu vực nào con nhận đó là thôi. Vì thế mà A-la-hán ta không biết, ta ngồi dụng công thanh tịnh nó thành A-la-hán. Vì thế mà trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật có nói, nếu mà trong thế giới này anh ép cho nó thanh tịnh rỗng lặng hằng tri trong vòng mấy giây thôi, thì so sánh với niết bàn của bên chư Phật ấy, bằng một giờ thôi, hoặc bằng một ngày thôi. Trong thế giới này, bởi người ta làm á, ta làm ta tưởng đâu là tu ở trong này dụng công tu để mà đạt cái thanh tịnh, không được. Nó đạt thì có, nhưng mà tạm thời. Vì thế mà trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nó, cái thanh tịnh này gọi là thanh tịnh của quá thành.
cái thành nó quá lại nó bao cho cái thanh tịnh này nè. Nhưng mà khi mà cái thành nó vỡ ra thì nó vẫn ồn ào như thường. Thế giới vật lý mà. Bởi vì thế giới vật lý nó mới sanh nhân quả được. Nếu mà không vật lý không sanh nhân quả được. Vì nhân quả nó mới tồn tại, nó biến chuyển. Nó biến chuyển từ cái góc độ này qua góc độ khác. Đó, mình phải hiểu. Nếu tu đạo Phật mà không hiểu cái quy luật vật lý thì không tu được. Mà không hiểu được cái nhân quả luân hồi thì hoàn toàn không tu được. Mà con người tu không trí tuệ hoàn toàn tu sai. Bởi vì người không tu trí tuệ, tu càng lâu càng ác, tu càng tuổi càng già càng dữ, tu tuổi càng già càng chấp. Thế giới này nó là vậy. Bây giờ bắt đầu đi nói sâu rồi. Bất cứ ngồi trong cái đất này mà tu, tu sẽ sinh ác liền. Là sao? Kiến chấp. Ta tu 6 tụng năm và ta là hòa thượng rồi, đụng tới ta đấy biết. Vì thế bắt ông ngồi nó bắt người ta lại, chết là chết cái chỗ đó. Lại cái gì? Ai cũng có tính Phật như nhau. Ông chỉ là ông thầy già thôi chứ làm gì vậy. Đạt được cái này, đạt được cái chân ngã của mình đó. Mình biết mình dạy lại người ta, chứ cũng không bắt người ta lại. Bây giờ ai giống với ai mà ai cũng Phật tánh nhau. Tại vì ông vô đi mang cái nghiệp thôi. Chứ làm sao mà bắt người này lại người kia. Ông Phật còn không cho lại ông. Ông Phật nói bây giờ ta dạy mấy ông hiểu á, thì ông ra cảm ơn ta được rồi không có lại. Nhưng mà giờ hoàn toàn á, tôi thấy á, có nhiều vị không ra gì hết, cũng bắt ngồi đó lại. Trời đất ơi, đưa tiền cúng mà còn không dám dòm ổng nữa. Đinh nói đó, mình còn nhục nhã hơn. Đưa tiền cúng mà không dám dòm, mà tiền thì thôi. Mà tưởng ổng gì là thánh, ổng thánh thôi. Kêu thánh tự xưng thôi chứ không phải thánh thiệt. Rồi hỏi tiếp đi. Thầy giải thích cho con câu rỗng lặng hằng chi ạ. Thanh lịnh, thanh tịnh, rỗng lặng hằng chi hả? Thầy giải thích cho con từ rỗng lặng hằng chi là gì ạ? Rỗng lặng hằng chi đây là người ta diễn tả cái thánh Phật. Cái thánh Phật là thấy nghe nó biết thanh tịnh rỗng lặng hằng chi. Đây là cái bản chất của thánh Phật. Nhưng mà ông Phật dạy cho biết vậy thôi chứ vô đây không có được. Vô đây sao rồi. Anh vô đây thì anh phải theo quy luật vật lý. Nó là thấy trong thanh tịnh nhưng mà bị cái 16 thánh người nó rung. Bắt đầu phải theo. Phải hiểu cái nguyên tắc này. Chứ bây giờ sự thật là tánh Phật nè, thấy nghe nó biết thanh tịnh rỗng lặng hằng tri. Đây là cái bản chất của tánh Phật. Nhưng mà nó vô trong thế giới vật lý này, nó vật lý nó quay thế nào thì ông phải theo anh ấy. Thành ra nó không mất được. Nhưng mà tại người ta chưa có nghiên cứu, bởi vì Thiền Tông chưa ra đời, không ai hiểu tu cái gì. Bởi vì càng, tại sao tôi dám nói là càng tu càng ngu, càng tu càng kiến chấp, càng tu càng ác. Cái câu này của Thiền Tông nói mà Lục Tổ đã nói rồi, nhưng mà mình nói đây thì người ta chửi mình. Mày suy nghĩ, bây giờ tôi nói càng tu càng ngu phải đúng không? Đã nói thanh tịnh mà tu cái gì? Cái tánh Phật mà nó thanh tịnh mà tu cái gì? Mình tu thì mình càng tu thì nó càng ngu. Đã cái chân thật của người ta để tu gì? À, mình không hiểu cái này. Mà mình tu rồi người ta nói mình, ta tức, mình chửi người ta là ác chứ gì nữa. Thì không phải thanh tịnh kêu bằng vô Thiền Tông mà càng tu càng ngu. Đã cái đó là cái chân như mà đem tu gì, mình tu càng ngu, đúng không? Bởi vì cái Thiền Tông nó ra là nó giải mã toàn bộ cái này hết, nó không thay sót cái nào. Nhưng mà ta giải mã một cách thuận lý mà ta chứng minh cho mình coi luôn. Chứng minh luôn á. Chứ không phải mà nói rồi bỏ. Bây giờ ai, nếu mà trường hợp ấy thì vậy, ai mà nói vấn đề mà tu lâu năm, cứ ra đây tôi hỏi đi. Phải có người đối tượng, có người hỏi rồi tôi mới giải thích được. Chứ còn bây giờ hỏi một khía cạnh khó lắm. Nói vậy chứ cũng bao nhiêu người chấp nhận đâu. Mình phải căn cứ vào nè. Mình căn cứ vào thi vật chất như thế này. Giống như con có cái hột xoàn rất quý nha, đẹp. Thì con để ra con dòm, không dòm thôi. Con đem ra con lao đó là sao đây? Con càng lao càng chết. Mà nếu lao mà còn rửa rồi còn trà nữa thì thua rồi. Vì thế mà có nhiều người ta không biết, ta biểu đem tánh Phật ra tu, kiến tánh khởi tu, cái chỗ này là chết. Đã nó là cái chân như, mình không thể đụng tới nó. Phật nói chân như không đụng tới, không cho khởi cái gì hết á. Thì nó mới tồn tại của cái chân như. Còn này ta không biết cái đem cái chân như ra tu sao đây.
Vì thế mà Lục Tổ Huệ Năng trong Kinh Pháp Bảo Đàm, bất cứ người nào ngồi thiền, ông lấy cây ông chợ ông đập, ông lấy cây ông đuổi. Tất cả đệ tử Phật, người nào ngồi thiền, ông lấy cây ông đập. Rồi Trần Nhân Tông thì nó nhẹ nhàng hơn. Ông chỉ nói thôi, trong nhà có báu thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm đừng ngồi thiền mà chi cho nó mệt. Có nghĩa là bây giờ đó mình phải hiểu cái đạo Phật nó vậy nè. Bởi vì ông Phật có nói là mình tất cả loài người vô minh là không có sáng. Thì giờ mình thí dụ giống như ai cũng nhắm mắt hết, nghe không? Rồi nhắm mắt rồi nghe người ta nói gì rồi mình tưởng tượng mình nói vậy thôi. Nhưng mà ông Phật ông muốn nó muốn hiểu sự thật trái đất này, anh làm sao anh mở mắt ra thôi. Vì thế mà có cái câu chuyện năm anh em mù rồi voi. Năm người kia mỗi ông giờ nói một kiểu, ông đứng ngoài ông nói vậy đó. Ông thấy mấy ông kia ông cười. Đâu ông mở mắt thấy voi vậy mà ông mỗi ông nói kiểu. Đó thì ông Phật cũng nói vậy. Bây giờ nếu muốn thấy toàn diện con voi thì phải mở mắt ra, chứ đừng có ngầu đó rờ, đừng có tưởng. Rờ là phải tưởng. Cái tuy là cái mù rờ voi đơn giản nhưng mà rất hay. Tất cả những người nào mà hiểu được cái câu chuyện người mù rờ voi thì người đó được gọi là kiến tánh. Đó, nó đơn giản vậy thôi chứ không khó đâu. Mà bây giờ chỉ có Thiền Tông nó mới giải mã được cái này, chứ ngày xưa nói cái này không biết, người ta không có hiểu cái rờ mù rờ voi là cái gì. Chứ bây giờ nếu mà cái anh mà kiến tánh rồi, anh mở con mắt rồi đó, anh không có nói. Bây giờ mình mà thấy mấy cái ông nhắm mắt ông làm việc, rồi mình đứng mình mở con mắt mình nhìn thấy thì mình mới nói mấy ông kia được. Chứ mình mà cũng mù với ổng thì thôi đừng có nói. Rồi con hỏi tiếp đi. Thầy giải nghĩa cho con từ trăm sông đều đổ về một biển là ý nghĩa gì ạ? Thì tất cả đó, bây giờ đây thì nói về đạo Phật. Đạo Phật anh tu cái gì tu sau cùng anh không có giác ngộ giải thoát thôi, có vậy thôi chứ không được. Anh có tu cái gì 6-7 pháp môn 80 4000 pháp môn tao sau cùng anh phải giác ngộ giải thoát. Mục đích của nó là vậy. Vì thế mà ông ví dụ là dầu sông núi sông ngòi ở đâu mà nó chảy về sao cũng chảy về biển hết. Vì sông Cửu Long cũng chảy về biển, rồi sông Ninh cũng chảy về biển, rồi sông Hồng Hà nó chảy về biển. Cái nào cũng phải chảy về biển hết. Về biển gì? Biển là vị mặn. Còn đạo Phật là vị sau cùng là gì? Là vị giải thoát. Đó, sau cùng tu là Phật phải nếm được cái mùi giải thoát. Mà giải thoát bây giờ Thiền Tông nó đã cho nếm mùi đó, ai muốn nếm thì cái le lưỡi nếm biết liền. À, ta đã nói rồi đó. Rồi hỏi ở tiếp đi. Thầy giải thích cho con từ tuệ giác là gì ạ? Giác là biết, chữ tuệ là sáng suốt. Giác là cách sáng suốt. À, chữ tuệ là giác là biết, tuệ là sáng suốt. Đây là ta gọi là trí tuệ, trí sáng suốt. Rồi hỏi tiếp. Thầy giải nghĩa cho con từ ngã là gì và từ quỷ là gì ạ? Ngã hả? Ngã là ta. Ta nó hình thành bởi 16 thứ chất. Tánh con người 16 thứ, thọ tưởng hành thức, tài sắc danh thực thì tham sân si mạn nghi gộp lại quay một cái thành cả. 16 thứ nhân bánh quay lại thành cái bánh. Thì cái 16 thứ tánh người nó quay lại thành cái ngã chấp, thành cái ngã của người ta. Thì cái chỗ đó đó nha. 16 thứ tánh người bắt buộc anh phải sử dụng tối đa nó mới thành ngã. Còn nếu mà anh sử dụng ít ít nó không thành được. Ha. Nó chỉ cần tôi thôi chứ không lên ngã. Cái ngã nó khác, cái tôi là nó xưng một cái thể thôi. Còn cái ngã chấp ta nói là đúng ta này nó xác định nữa. Nó thành ra cái ngã chấp con người lớn. Con người ta chết vì cái ngã này nè. Trái đất này chết cũng vì cái ngã này. Bây giờ hai nước lớn nó đánh đi. Nó tức gì? Nó tức là cái ngã, nó nhấn nút. Chứ mấy thằng không có ngã đâu, dám nhấn nút đâu. Tất cả trên thế giới nếu mà ngã lên cao rồi là nó giết người. Nó ác mà, ngã lên thành là ác. Mà nó xuất phát từ đâu? Nó xuất phát từ cái tánh người. Nó lên cái ngã rồi bắt đầu nó tưởng một cái là rồi. Nó có trong tay, nó có cái gì là nó sử dụng ở đây. Nó bởi vì tại sao là tất cả giải quyết vấn đề cái trái đất này sự tồn trong đất
cái hành tinh này nó đẹp xấu là do con người, do cái ngã con người. Con người không ngã là không làm được. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ, nếu mà bỏ ngã thì không làm được. Ví dụ bây giờ trái đất này, ông đó là 70 tuổi rồi đó, ông giàu vậy đó. Nhưng mà ông còn muốn, ông sống 200 tuổi rồi ông làm tất cả gì ông muốn làm. Nhưng mà ông có làm được không? Rồi sao ông bỏ? Vì thế mà nhiều người mình thấy những cái nhà, những cái công viên, những cái này nó bỏ dở dang là do cái ngã chấp. Hồi xưa Đức Phật có cái câu chuyện, ông đó, ông 80 tuổi rồi, ông biết còn 3 ngày nữa ông chết đó. Mà ông còn đi xây cho lớn nữa. Thì sau cùng ông Phật vừa đi, cái cây rớt chết ông liền. Có nghĩa là ông thật biết, nhưng mà tại vì cái ông đó là tại cái ngã hơn nữa, cái quy luật luân hồi ông này không có dừng được. Ông biết, ông chỉ nói vậy thôi, chứ sự thật khó dừng cái ông này lắm. Chứ nếu ông biết chút xíu nữa ông chết, ông đâu có làm đâu. Thấy không? Ông đang làm, nhưng ông thấy ông nói đó, ông đang xây nhà đó. Ông Phật nói chút xíu nữa chết, nhưng mà ông không dám nói. Thì ông Phật vừa bước đi, cái cây rớt té, đập ông chết. Nó bởi vì cái con người ta đó, nó quay liên tục. Bởi vô đây, vô thế vật lý, nó quay không cách nào dừng được. Mà giờ dừng thì phải thiền tông ra đời, nó phân tích rồi mới dừng. Mà vậy á, bao nhiêu người dừng được? Bao nhiêu người thử thiền tông chưa chắc có người nào dừng được đâu. Mình nghe là cho nó vui thôi chứ không có dừng được đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Tất cả các đạo trên thế giới trừ đạo Phật ra, ai lập ra các đạo đó? Đạo Phật thì phải nói thế này nè. Bởi vì nó ba thời kỳ lập đạo. Thời kỳ thứ nhất là do vị thần lập để hù. Rồi thời kỳ thứ ba là do một vị toàn năng toàn giác lập để mà giải mã toàn bộ cái hiện diện trên trái đất này, hữu hình và vô hình. Thời kỳ thứ ba là do một vị thánh lập đạo để chỉ nâng cấp, để cho con người ta đi vào cái chu kỳ nguyên tử, rồi sau đó bị hủy diệt. Cái đó là ba thời kỳ lập đạo. Mà cái đạo á, mà đạo chánh á, đạo Phật là trùm khắp mọi nơi. Có nghĩa là đạo Phật nó 6 pháp môn tu, 12 con đường luân hồi và một con đường trở về Phật giới. Mà đạo Phật thì dám nói càn khôn vũ trụ tam giới và chi ly từ nguyên tử, hô hình hữu hình được. Chưa có cái đạo nào dám nói cái này. Còn thí dụ chẳng như đạo trời đi, thì người ta nói về phạm vi của trời thôi. Đạo thần ta nói về phạm vi của thần. Đạo thánh cũng vậy ha. Đạo người cũng vậy. Thì ta nói về phạm vi của người, hoặc của thần, của thánh, của ma, của quỷ gì thôi. Đạo là nó nói về một cái hình thể của một cái tổ chức nào đó. Ví dụ nói về đạo người thì như Khổng Tử nói đó, là nhân nghĩa lễ trí tín. Ông xoáy vào trong này, quân thần, nhân nghĩa thì trí tín là do đạo Khổng. Còn đạo lão thì nói về quy luật âm dương, cuốn hút âm dương. Còn chỉ nói một cạnh thôi. Còn đạo chúa thì nói về thiên đàng. Đạo thần thì nói về thế giới loài thần. Đạo thánh nói về thế giới loài thánh. Đạo mẫu nói về thế giới loài mẫu. Chỉ có cái đạo Phật nó trùm hết. Trong đạo Phật xét là không có thoát cái chỗ nào. Càng không vũ trụ còn có. Thì còn cái chuyện mà trong đạo Phật có đạo thần chứ. Đạo thần là thần chú ấy. Muốn tu thành đạo thần phải tu thần chú. Còn muốn lên trời thì phải tu tịnh độ. Nghe không? Còn muốn giải thoát thì phải tìm được cái công thức đi ra. Còn muốn mà hiểu vạn vật thì tu giác hỏi giác ngộ, tu về giác ngộ. Về đạo Phật nó đầy đủ hết. Vì thế mà đạo Phật gọi là đạo trùm khắp. Có nghĩa là cái gì cũng có, từ nguyên tử cũng có, mà hữu hình cũng có, vô hình cũng có. Mà tất cả các tôn giáo kia không dám giải thích về vô hình nha, mà chỉ giải thích mơ hồ thôi. Mà giải thích mơ hồ và trong phạm vi của cái đạo đó thôi, chứ hoàn toàn không dám. Vậy đạo Phật mà trùng cấp nó đưa ra được 6 pháp môn tu mà. Mà trong 6 pháp môn tu nó có nhiều cái pháp nhỏ nhỏ trong đó. Nó thì gọi là, vì thế mà nhà khoa học, có nhà vật lý người ta nói là đạo Phật là tinh hoa của nhân loại. Chỉ đạo Phật mới dám nói cái này thôi. Chứ ngoài đạo Phật hoàn toàn không ai nói. Mà đạo Phật cái tinh hoa nhân loại phải khi là người văn minh lên đó, thì ta mới nói được. Bây giờ văn minh đã lên rồi, lên tới 4G, 5G đó là thì cái thiền tông mới nói ra được.
Nhưng vậy, nhưng mà nói cũng phản ứng dữ dội lắm. Rồi con lên trên mạng chửi nát luôn, cho nói tiền thầy. Nó nói chùa Thiền Tông giống như là cái hộp, cái gì, cái đống đất, không có đá lúc nào đó. Thì thôi kệ người ta, ta muốn nói gì nói. Nhưng mà cái đám đất này nó nhờ cái luật, cái bộ luật hình sự 100 nó bảo vệ cái đám đất này. Không có cái bộ luật hình sự tôi bảo đảm cái đám đất này nó quăng mất rồi. Vậy bộ luật hình sự nói sao? Cá nhân nào cấm thì cá nhân nó bị ở tù 3 năm. Tổ chức nào cấm, tổ chức đó 5 năm ở tù. Bộ luật hình sự khẳng định rõ ràng. Khẳng định rõ ràng như vậy. Xin lỗi cái Thiền Tông không có bộ luật hình sự 100 của Quốc hội thì thôi, bảo đảm nó đem nó trôn mất rồi. Còn tôi á, nó thủ tiêu 5 phút sau. Rồi hỏi tiếp đi. Các vị tu trong chùa thường là hay cúng tụng cầu xin, thì các vị này đang tu theo ai ạ? Thì ở trong đó thì ở trong này, thế giới này có thần thánh thôi. Trong thế giới này có hai cái loại người ta tu, tu thần và thánh. Thì giờ hỏi người ta, hỏi ai? Bây giờ hỏi vậy chứ chị đang tụng là cúng ai? Con phải lại hỏi người đó chứ, hỏi chú sao chú biết? Giờ cúng là ai ăn đây nè? Con chỉ hỏi là nơi trái đất này là ngũ thú tập cư, cúng ai ăn? Thì con hỏi vậy thôi. Nó cúng Phật không có đây. Tôi chứng minh là Phật không có, mà bây giờ đệ tử ông Phật không phải là, đệ tử ông Phật đuổi ông Phật chứ không phải là ai á. Thờ ông Phật mà kêu ông thần vô, rồi làm sao đây? Rồi ông Phật đi đâu? Thờ ông Phật kêu ông thần vô, hô thần nhập tượng, thì ông Phật phải về. Thôi, mày không chịu, tao về Phật giới tao. Rõ ràng vậy chứ không phải. Bây giờ con đưa ra cái thuyết ngũ thú tập cư, Phật nói rõ ràng. Cũng ai nói tôi nghe. Tu đậu Phật thì phải lo Phật, mà thật ta dạy không nghe. Thì giờ cũng ai thì mình tự biết. Và ví dụ giờ xuống núi Sam thì là cúng ai? Núi Sam có cái miễu, miễu là ai? Miễu là thờ gì? Miễu là thờ ai? Đình thờ ai mới phải hiểu chứ. Cái đất này đình thờ ai? Miễu thờ ai? Đền thờ ai mới phải hiểu. Cúng thì phải cúng cho đúng. Mình phải về mình học đạo, mình phải học bằng trí tuệ. Thì mình đi học vô cái đình thờ cái gì thì mình cúng, thì cúng cái đó. Vô miễu cũng vậy, vô đền cũng vậy. Thì ở đây nó có những cái căn bản nè, chùa, nhà thờ, đền, miễu, miếu. Rồi, coi thì từ chỗ đó nó phân tinh ra. Thì muốn hiểu thì vô mấy chỗ đó. Chứ giờ nói thẳng không được. Rồi, có hỏi tiếp đi. Trí tuệ giống như bát nhã, mọi vật không thể chạm tới được mà bị bát nhã trùm khắp. Thầy giải nghĩa cho con cái chỗ này ạ. Bát nhã là sự hiểu biết rộng trùm khắp. Sự hiểu biết trùm khắp. Hồi đó giống như con hiểu có chút xíu gì đó, bây giờ con hiểu rộng hơn. Rồi nhờ cái Thiền Tông ra đời thì nó nói về quy luật nhân quả vật lý con mới hiểu. Chứ hồi xưa mà chưa cái Thiền Tông chưa ra đời hiểu quy luật vật lý, ta không hiểu cái quy luật là cái gì. Thì bây giờ nói là trái đất này nè, nó quay được là gì? Nó quay được là nhờ sức hút của cái điện tường dương trái đất nó mới quay. Đó là vật lý. Bởi vì nó quay nó mới tồn tại được nha. Trái đất không quay là không tồn tại. Giống như chiếc xe gắn máy con chạy mà con đứng lại nó té liền á. Nha. Nó phải đi theo cái quy luật hút rồi nó mới sanh ra cái nhân quả. Chứ còn xe, cái xe gắn máy con chạy mà con đứng lại nó té liền. Xe bốn bánh thì không nói. Nha. Còn bây giờ trái đất này nó không có bánh xe. Mà nó chỉ quay để nó tồn tại, nhưng mà nó muốn tồn tại nó phải quay tám phương bốn hướng nó mới tồn tại được. Nó quay mà theo cái kiểu đông tây nó không tồn tại thì hai cái đầu nó nở sao nó văng ra. Vì thế mà nó quay nó trộn làm sao trở thành tám phương bốn hướng, có nghĩa là nó gói toàn bộ của trái đất lại. Nó hút vô để cái gì ở trên cái mặt trái đất nó đều nó phải hút vô hết. Đó gọi là vật lý hút vật lý. Vì thế mà tất cả cái gì trên trái đất này nó phải hít kín vô. Đó. Vì thế mà mình tính rồi, mình thấy cái núi lớn chứ không phải nhỏ rồi, sao nó dính cứng rồi đó. Nước biển á, không nó hút vô thì nước biển văng ra hết sao. Đó, vì thế mà nó còn quy luật vật lý là cái chỗ này. Còn nếu mà bây giờ bởi vì Thiền Tông ra đời người ta giải mã được cái vật lý, thành ra tu, phải tu bằng vật lý, hiểu cái vật lý mới tu được cái này. Nếu mà tất cả những gì mà ở đây mà nói về vật lý tu thì hoàn toàn bởi nó càng tu càng ngu, càng tu càng kiến chấp, càng tu càng sai.
nó phải hiểu quy luật này thì mới, bởi vì cái thiền tông mới nói được cái này. Mà bây giờ mình nói ra đây thì tất cả các nơi tu thì nó chửi đó. Bây giờ rõ ràng, bây giờ ai lên cái mạng đây, miền tây .com đi, ông Thích Địa Thọ chửi tôi biết bao nhiêu đó. Miền tây .com ông chửi tôi nói là bán bổ đạo Phật. Tôi không phải bán bổ, mà tôi nói rõ ràng ra chứ không phải bán bổ. Thành ra thì ông nói gì ông nói, nhưng mà điều mình có nhiệm vụ phổ biến ra thì người ta chửi là chuyện của người ta, còn chuyện của mình phổ biến ra là chuyện của mình ha. Rồi con á, con hỏi đi. Còn một câu nữa, người tu thiền tông hay lấy giáo lý của Phật giáo Hòa Hảo để giúp người tu đạo Hòa Hảo ngộ thiền tông, thí dụ như tu theo lục tổ chớ theo thần tú lời của Đức Thầy, như vậy có đúng không ạ? Tu thiền tông lấy giáo lý đạo Phật thiền tông chứ làm sao? Bây giờ người ta nói thì thần tú là tu tưởng, còn lục tổ là ta kiến tánh, ta thấy, ta không có tưởng. Giờ con suy nghĩ sao, tu lục tổ là tu sao? Có nghĩa là lục tổ ta kiến tánh, ta thấy, giống như lục tổ giống như cái ông mở con mắt nhìn con voi, còn thần tú giống như cái ông mù rồi voi. Rồi con suy nghĩ sao, theo ai? Nó khó. Mà ngày đó, ngày xưa không có ai mà giải mã được cái này. Bây giờ tôi nói thẳng, thần tú giống như người mù rồi voi, lục tổ giống như cái ông mà sáng mắt thấy con voi. Ông nói vậy đó, mà ông có nói một câu thôi. Ông nói khi nào mà thiền tông nó ra đời mà thuyết được thông thì nó phá hết những cái mấy ông mù, gọi là phá tà tông đó, là vậy thôi đó. Bởi vì thiền tông ra đời phá tà tông là cái chỗ này, nó phá hết, vì nó giải mã được cái quy luật nhân quả luân hồi và cái sinh diệt của trái đất này, rồi cái quy luật nhân quả trong này. Muốn đi ra cái này phải đi bằng công thức riêng, ông lục tổ không biết, còn mấy ông kia đâu có biết. Và nếu mà thiền tông mà chưa công bố quyền ký thì hoàn toàn ai không biết đi ra hết, hoàn toàn không hiểu ngầu tu không. Vì thế mà có nhiều chùa bây giờ đó, một mười mấy ngàn ngôi chùa thì mỗi chùa nó cung một kiểu, vì nó mới tính ra tới cái chỗ mà cúng nè, rồi lại nè, rồi cầu nè, xin. Mình thấy đạo Phật đó, đạo giác ngộ mà con thấy không, vừa rồi nó có diễn đàn 14 đó, nó ghép vô trời mấy ngàn người lại từ 10 giờ sáng nó lại tới 10 sáng sau, rồi lại chi vậy đó. Mình thấy rồi khi thiền tông ra đời mới chỉ cái này, mình mới thấy thiệt mình ngu quá. Tối ngày cứ lại cứ cầu vậy đó. Bởi vì mình ra rồi mới thấy cái chuyện người, bởi vì ta nói là càng tu càng ngu rồi đó. Tôi không biết thì tu thì nó ngu à. Giờ hỏi tiếp đi. Có người nhờ con hỏi thầy là ba con mất được 4 tuần, nhà ba mẹ tu tịnh độ, con có giải thích cho cả nhà nghe, nhưng nhà nghe không nên lập bàn cầu nguyện, nhưng cả nhà mẹ và anh chị em không nghe, cuối cùng con cũng thuận theo gia đình vì con không muốn xảy ra tranh luận, nhưng khi những người khác cầu nguyện con luôn để cho tâm thanh tịnh, như vậy việc làm của con thực hiện lễ nghĩa với gia đình có đúng và hay sai so với những người đang tu thiền tông như con? Nhờ thầy hoan hỷ giải giúp. Sai hoàn toàn. Thế giới này ta tu gì kệ con tu gì kệ con không xen vô được. Có nghĩa là người ta hiểu sao kiện của ta, còn tu thiền tông hoàn toàn không lưu dấu vết. Con không cho người ta biết con tu thiền tông. Ở trong thế giới này, nếu mà chú nói thiệt con, hồi mà chú biết mấy chục năm, nếu mà chú chỉ nói ra nó giết chú rồi đấy. Tới giờ này công bố ra thì mới dám lòi cái mặt ra, chứ chưa không dám. Bởi vì thế giới này không có hiểu được đâu. Đáng người ta biết vậy thì cái kiểu người ta, bởi vì trong hiến pháp có nói là không được xen vào tín ngưỡng của người khác. Hiến pháp bảo mình thế đấy, ta làm gì chuyện của ta, chứ tự do tín ngưỡng mà. Luật pháp, hiến pháp không xen vào được cái chuyện người ta. Còn mình hiểu cái này là mình hiểu thôi, mình hiểu cho mình, chứ đừng có kéo ai hết á. Ở đây là phổ biến ra, thấy thuận lý là nghe thôi, không nghe thôi, chứ đây hoàn toàn chùa thiền tông Tân Diệu không kéo bất cứ ai vô tu cái này hết. Tới đây muốn thì tôi giải thích cho nghe, rồi tôi cũng không xúi ra tu nữa, rồi tự về nhà muốn theo thì theo, theo thôi. Muốn con người trí tuệ thì theo thiền tông, còn muốn con người cúng thì cứ theo đạo cúng, muốn tụng theo đạo tụng, đó cái tự do của người ta nha. Thành ra thiền tông bây giờ nó ra thì tôi giải thích thôi, giải thích từ nguyên lý.
Rồi để ra mình anh muốn tu thì tu thôi, chứ mình cũng không khuyến khích ai đâu. Nên nhớ rằng không khuyến khích mà cũng không có muốn cho người ta tu nữa, nói thiệt. Còn nếu ai muốn tu là tu, chứ còn không thử thật, cái này khó lắm. Trong thế giới vật chất mà tu thiền tông là mang quả. Nó mang quả hai cái, một là vô mình rối loạn, hai là người ta giết mình. Con suy nghĩ đi, vô cái casino người ta đánh bài, con ăn chay vô đó được không? Con vô đó, con gõ mỏ được không? Đập một chết luôn á. Chứ nó casino là của người ta, là chuyên môn đánh bài. Còn bây giờ thế giới vật lý của người ta mà con vô, con nói, con cầu nguyện, con làm thanh tịnh, con chút xíu rồi con chết luôn á. Có nghĩa là không có rớt, thiền tông con rớt bất cứ ai hết. Thế giới vật lý con vô, thì qua phải xếp, kêu bằng nhập gia thì tục, thấy cái gia đình con cúng, thì con không cúng thôi, con cũng dòm thôi, hoàn toàn không có phát biểu một tiếng nào hết. Vậy thế giới của người ta nè. Còn thiền tông này, con nhớ một điều đó, ngày xưa đó, Đức Phật vừa nói cái này, trên 7.000 người đi hết, trên 5.000 người, còn có ngàn mấy. Rồi con suy nghĩ, ngàn mấy ở lại tưởng nó ủng hộ ổng, chửi tiếp. Kêu bổng chửi tăng thứ hai. Rồi hỏi sao đây, rồi thế giới này sao? Mà ông Phật ông nói là phải đợi cho đến khi loài người văn minh mới nói ra. Mà ổng trước khi ổng nói này là ổng 24 tuổi ổng đi kiếm con đường trước rồi đó, đi tiến con đường mở để cho thiền tông phát triển ra đó. Mà giờ này phát triển không được rồi. Giờ con tính Việt Nam bao nhiêu người? Mới vừa thống kê là 960 triệu dân rồi đó. Mà được bao nhiêu người? Dân Việt Nam được bao nhiêu? Xin lỗi, có mấy trăm người được thôi. Nó con số rất ít, chứ không phải nhỏ đâu. Thành ra khuyên con là tu thiền tông đừng cho ai biết, đừng lưu dấu vết. Còn chuyện ta cúng tụng cầu xin kể, chứ đừng có nói người ta đang cúng cái ngầu thiền để mà giải quan, có nó giải cho chết rồi, nó đập cái giải chết luôn chứ không có giải quan. Rồi hỏi tiếp. Con đã hết câu hỏi, cảm ơn thầy ạ. Tiếp theo là Hà Nội, nhưng mà nó không có thôi ở đây mình đọc ở đây. Tiếp theo là những câu hỏi của ở bên Hà Nội sẽ gửi câu hỏi vô. Tôi xin đọc câu đầu tiên ạ. Biết mình đang nóng tính, biết mình đang rất xấu tính, nhưng chưa thể dừng được là vì nguyên do gì? Do cái nghiệp thôi. Do cái nghiệp giống như cái xe mình đang chạy á. Đang chạy biểu ngừng, sao nó ngừng được? Do cái nghiệp nó đẩy đi mà. Không thắng được đâu, anh thắng mà anh chết à. Chứ đó do cái lực nghiệp nha. Cứ tự nhiên biết cái này rồi từ từ nó dừng lại. Chứ cái nghiệp ở đây nó thúc mà nó đang thúc không được. Mình làm cái gì được, nhưng mà nó nhớ là vô thiền tông biết tự mình xử mình thôi à. Tự mình thắng mình làm thôi, chứ đừng có kéo người khác ngoài. Còn kéo người khác vô một cái là coi chừng phản ứng dữ lắm. Mà nếu á, cái người đó mà nó kiến chấp không sao nha. Mà trong người đó mà nó có gì thánh nằm ở trong đó, nó kiến chấp là con chết. Vì cái loài vô hình nó mạnh lắm nha. Nó trợ giúp cho cái người đó một cái là nó đập chết luôn á. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ. Câu thứ hai là thiền tông thì làm thế nào để không đi sai đường? Thiền tông thì phải nắm được cái quy luật của nó. Trước mắt là căn bản nè, muốn hiểu về thiền tông phải học cho được quy luật nhân quả luân hồi. Thứ hai, trái đất này là ngũ thú tập cư, nhiệm vụ của mỗi loài. Thứ ba, dụng công tu để được cái gì? Công thức. Dạ, công thức để hưởng nhân quả, rồi công thức giải thoát. Mình phải học được cái căn bản này thì tu thiền tông mới được. Tu thiền tông không biết công thức nhân quả tu sai, mà tu thiền tông không biết công thức giác ngộ giải thoát cũng hoàn toàn sai. Phải nắm được cái căn bản này. Mà thứ nhất á, trái đất này cúng trai ăn, ai hiển linh phải nắm cho vững cái này thì mới tu thiền tông được. Còn không biết mơ hồ hoàn toàn sai, chắc chắn đi ra bị sai. Bởi vì cái tưởng của người ta nó mạnh, chuyện tầm bảy tầm bả nữa. Thiền tông mà ra đời thẳng thét một cái hả, xin lỗi, không có ai cúng rồi nó dẹp, tự động nó dẹp à. Thiền tông mà ra đúng, không chuyện cúng mà mất luôn. Tôi nhớ hồi
năm 1979-75 giải phóng, thế ra miền Bắc có ai cúng đâu, không có chỗ nào cúng đó. Bây giờ cúng quá trời đấy, chùa nhà thờ đình hoàn toàn không ai hết. Bởi vì tại vì bây giờ phát triển một cái nó loan ra, chứ hồi xưa nó cái lỗi hồi xưa đó cũng nhiều lắm mà giờ đấy tôi thấy đi ra nhiều cái chùa không có ai ra đó. Mà bây giờ phát ra để gì? Phát ra cái cúng thôi, chùa tất cả phát ra cúng, đền miếu cũng cúng, không có gì đó mà cúng. Bây giờ người ta đã giải mã rồi còn cúng gì nữa. Rồi hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo là: làm trái với tôn chỉ Thiền Tông thì có ảnh hưởng gì đến pháp môn Thiền Tông hay không? Nó không có pháp môn, nó hoặc chết thôi. Cái Thiền Tông nó nói vậy, nhưng mà làm trái thì nó giết chết luôn. Có nghĩa là Thiền Tông giống như chơi con dao. Cái con dao bên vật lý nó còn cái cán nắm nè, Thiền Tông nó không cho nắm. Nó không có cái cán. Để suy nghĩ đi. Vật lý còn có cái cán nắm, chặt được nè. Thiền Tông không có, con dao không cán, muốn nhào vô làm nắm kiểu nào tôi không biết. Đó, nó không có chết đâu. Mà nó chỉ đứt thôi cho nó không chết, rồi nó nhiễm trùng thôi cho nó không chết. Rồi hỏi tiếp đi. Người tu Thiền Tông trước khi mất nên dặn con cháu của mình lo hậu sự của mình như thế nào cho đúng? Thì giờ có người về Phật giới người ta lo trước rồi đó, giờ căn cứ vào cho đó đó. Chứ giờ biết làm sao giờ. Nhưng mà nên nhớ một điều á, cái nhà có đó người ta có đồng ý không? Con cháu có đồng ý không? Hay là mình từ Thiền Tông mà chết rồi nó đem vô nó cúng, nó bước ông thầy vô, nó đưa thi kiểm của ổng, của nó. Nhưng mà nên nhớ là tôi tu Thiền Tông có công đức rồi, khỏi cần nhờ. Bây giờ tao nhờ mày không được thôi, tao 5 phút, 5 giây là tao đi rồi. Để ở đây muốn làm gì làm. Bởi vì chứng minh rằng người tu Thiền Tông giải thoát người ta có đi về, có người như ở An Giang nó có, Hà Nội có cái bà 93 tuổi, bà đi rồi, bà lịch trình bà đi rồi, bà trả lời. Cái trả lời này ông thần chứ không phải bà. Ông nói bà làm ơn bà trả lời đi, nói cho tao biết, thần Kim Cang à. Bà trả lời đi mà nói lịch trình biết rồi mai mốt bà đi, tôi cho bà đi tự do. Thế đây là cái bởi vì Thiền Tông nó ra đời nó phải có người đi, có người trở lại để báo cho người ở lại biết rằng nó là vậy đó. Chứ không phải tự nhiên cái bà này bà trả lời đâu. Chết rồi, chỉ con thần Kim Cang mới làm được cái này. Bởi vì ông thần kia, ông thần nhân quả đó, ông nói sao giờ tôi cho bà lợi đây, bà làm ơn bà nói bà học lại cho người ta nghe, chứ tôi nói không nghe, tôi đâu có nói được nha. Nó có cái lý do vậy để chứng minh rằng đường về Phật giới nó rõ ràng là nhờ cái bà 93 tuổi này nè. Mình phải căn cứ vào chỗ này. Còn chuyện làm rồi mình mà mất rồi đi ra mấy giây đi mất rồi, ở đây muốn bằng heo bằng bò kể đó. Rồi hỏi tiếp đi. Câu số 8 là: tại sao gọi là tà pháp? Tà nó thuộc về ma. Bây giờ nó nói là nó đang cúng mà nó là chánh pháp thì Thiền Tông nói là ma tà pháp. Đối nghịch đó nó chửi cái vậy thôi. Nha. Còn Lục Tổ ổng nói nếu mà kiến tánh thì mới biết chánh tà. Ai kiến tánh mới biết chánh tà thôi. Mà giờ ai là kiến tánh? Rồi ai mà hiểu được cái tánh Phật, rồi người nói cái tánh Phật sát là mình biết, cái người đó biết nó là tà. Chỉ cái người nào mà hiểu được người ta mới biết là cái nào chánh nào tà thôi. Giống như cái người mà biết chữ thì mới cái người, mình mới cái người không biết chữ người ta nói mù chữ, chứ mình cũng mù chữ người ta kia cũng mù chữ làm sao. Chỉ cái người nào biết rõ sự thật người đó biết chánh tà. Còn người mà không biết thì thôi mình ai nói. Rồi hỏi tiếp đi. Câu số 9: nếu hoa tiêu thật đến đón nhưng mình tưởng là hoa tiêu giả mình không theo, thì hoa tiêu thật có tín hiệu gì nhắc nhở cho mình hay không? Không theo thôi. Không theo quay trở lại trái đất này, ông thần ông bôi liền, ông quét một cái là rồi, là mình đi tiếp tục luôn hồi. Có nghĩa là cái này ngàn năm một thuở. Bởi vì học Thiền Tông học cho hiểu. Khi mà mình không theo trở lại này, ông thần thực thi liền, thổi liền, thổi cái công đức liền, rồi bắt đầu cho đi luân hồi. Là tùy theo đó, cái này không phải dễ đâu, ngàn năm một thở, thành ra học phải cho học chút kỹ. Bây giờ đây là đã giống như bây giờ tôi đưa anh ra máy bay để đi xuất ngoại, anh không trả lời thôi, nó bay rồi thôi chứ giờ sao vậy.
Nó bay rồi thì thôi anh châu đây làm dân Việt Nam làm tiếp. Tôi dẹp tôi phân bổ anh đi chỗ nào, anh làm việc ở đâu á. Thì nguyên tắc nó là vậy. Rồi hỏi tiếp. Tu theo thiền tông làm công đức trong sáng là ý như thế nào ạ? À? Tạo công đức trong sáng thì đừng có chấp với trọi, cái bình thường. Còn mà làm mà thứ nhất nhiệt tình quá rồi, rồi trách quá, rồi khoe quá thì nó không trong ra. Cái gì mà làm mà nó cái ta ngãi ra là hoàn toàn nó bị mất liền. Nên nhớ này, tất cả làm mà cái ta ngãi ra là chấp. Đừng có tưởng tôi làm giỏi rồi đấy. Tất cả những gì làm mà cái ngã nhảy ra là hoàn toàn bị bôi liền. Ông thần tự mình bôi. Còn nếu mà không bôi, ông thần, ông quản lý mình cũng phải bôi để nó lưu hành trong thế giới này. Thế giới này công đức không lưu hành được. Công đức tối lưu hành được mà công đức sáng không lưu hành được. Rồi hỏi tiếp đi. Câu số 10, câu tiếp theo. Làm việc thiền tông là làm như thế nào để không lưu lại dấu vết? Bây giờ, ví dụ chẳng hạn như mình cho người ta mượn sách, mình khoe nói tùm lum. Bây giờ muốn nó không lưu vết, nó tôi mới lộ mới này đâu, không biết tôi không biết chị đọc, hiểu chị hơi, chị giải thích cho tôi nghe. Mình giả nai vậy đó, giả ngu rồi đó. Thì nó không lưu dấu vết. Mình lại mình nói, tôi đọc cái này tôi thấy tánh rồi làm nè, nó giải thích rồi, nó lộ ra, không được. Không lưu vết, có nghĩa là không hiểu được. Mình làm sao đừng cho người ta biết mình tu thiền tông, làm không lưu dấu vết. Còn mình chưa gì mà mới vừa có đường chút đi khoe tùm lum. Thứ nhất đó, đi phổ biến ra chết. Bây giờ nói ra thì nó cũng hơi khó. Chứ nhiều người tự nhiên mình biết cái bắt mút lá ào lên nguyên cái xóm cho biết rồi chết. Chết cho kiểu đó. Rồi hỏi tiếp đi. Câu 12. Tại sao giáo lý mà được xuất bản ra thì có thể giúp trái đất kéo dài được thêm tuổi thọ? Cái giáo lý này xuất bản nó không phải đơn giản đâu. Xuất bản, nếu mà giáo lý xuất bản phải xuất bản ít nhất phải 4 thứ tiếng trên thế giới. Không phải là 1 thứ tiếng đâu. Nói ví dụ chẳng hạn như nếu mà xuất bản ở chùa cho phép chùa nó xuất bản khác. Mà quốc gia hoặc là Liên Hiệp Quốc nó xuất bản nó phải xuất bản những tất cả những người nào mà coi bằng có thường trực hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc phải xuất bản bằng tiếng của nước đó, mà với cái số lượng lớn chứ không phải nhỏ đâu. Thì tất cả những người đó người ta học cái này tự nhiên người ta biết là ta kìm cái tánh của người ta lợi, cái tánh ác người ta lợi, thì trái đất này nó sẽ tồn tại kéo dài chút. Còn hiện giờ người ta đang sống vô minh, người ta không hiểu, chửi người ta tiếng nó chửi là hai đó. Nó bây giờ cái kiến chấp người ta nó vậy. Rồi nó nóng hai thằng đập lộn rồi mình đứng kế bên, nó cho bom nổ mình cũng chết, nó chết mình cũng chết. Nó là vậy. Vì thế mà cái giáo lý ra, nếu mà trường hợp mà xuất bản muốn cứu trái đất này thì phải xuất bản tiếng quốc tế. Những của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nó phải xin UNESCO trình với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thì, rồi Hội đồng mới cho xuất bản cái này, để chi nó kìm cái tánh ác của những cái người mà hung dữ, lãnh đạo hung dữ, nó thật, nó thẳng luôn á. Thì trái đất này nó sẽ tồn tại. Bởi vì ông Thích Ca ông nói là khi Như Lai mà ra đời nhập niết bàn 3.000 năm sau trái đất bị hủy diệt. Mà bây giờ ông 2.563 năm mà bây giờ thấy trái đất nó bắt đầu rung rinh rồi đó. Thì ông Phật Thích Ca nói đâu có sai đâu. Trái đất này có thể kéo dài nổi được 100 năm nữa không? Mới vừa ngủ thức dậy nó phát minh cái khác. Thấy không? Mới tháng trước khác, tháng sau khác. Rồi sao đây? Rồi mai mốt mà nó phát triển một cái khủng khiếp nữa đấy. Mà bây giờ ông Thích Ca nói là cái bô nguyên tử á, nó giết vậy thì dữ à. Nhưng mà nên nhớ là tới cái bom diệt thạch bây giờ thì thần có người họ sản xuất á. Bơm nhiệt thạch ra, cái bơm mà nguyên tử nó lấy bằng cát nóng á, mà nó bắn ra cái 50 megaton là đường bắn kính 5 cây số, nó giết, có nghĩa là 10 cây số xung quanh là chết hết, nó lên cả ngàn độ rồi cái mấy, rồi thí dụ cây số thứ 6, thứ 7, nó cũng nám hết. Mà bây giờ cái bơm nhiệt thạch nó lên tới gấp 10 lần, bơm quang tử nó lên 1 triệu lần, bơm quang tử nó phát ra 1 triệu lần cái này, rồi sao, làm sao ai chịu nổi? Rồi con suy nghĩ, để đây là cái theo cái chu kỳ của nó, chu kỳ thành trụ hủy diệt của vật lý. Vì thế mà trái đất cứ 10.000 năm sẽ bị
10.000 năm sẽ bị hủy diệt sự sống một lần. Mà nó hủy diệt đến 1.000.000 lần thì đúng 10 tỷ năm trái đất sẽ bể. Rồi trời Thiên Dương sẽ đưa trái đất khác tới để cho người nào còn sống nhảy qua, không sống thì đi qua bằng trung ấm thân. Đó, đi từ từ, đó theo quy luật vật lý mà. Rồi hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo, tại sao vào thời kỳ này từ người dân, nhà sư cho đến các vị quan chức lại ngộ thiền rất nhiều? Thì cái thời văn minh thì bây giờ con kiến thức ta cao rồi. Hồi xưa thì hỏi vật lý người ta không hiểu vật lý là cái gì. Bây giờ khoa học nó chứng minh vật lý thì bây giờ người ta nói mới hiểu. Mà giờ chứng minh hồi xưa đó, mình nói trong không gian hình ảnh Đức Phật nói người ta không tin. Mà bây giờ đó, hằng hà sa số trong này thì mình giờ mới nói rằng, ví dụ bây giờ không phải cái mạng của mình phát đâu, rồi còn bao nhiêu mạng khác đó, mở đúng tần số nào, tần số có hình ảnh đó. Mà bây giờ thấy không? Mình đâu có thấy cái hình ảnh nào đâu, nhưng mà bây giờ có máy thì mình thấy. Có nghĩa nó dày đặc ở trong thế giới này, dày đặc hình ảnh điện từ. Ông Phật ngày xưa cũng vậy. Mà bây giờ muốn lấy những cái kinh sách của Đức Phật không phải lấy như hồi xưa đâu. Giờ muốn lấy có cái cách ta lấy liền tại chỗ, muốn lấy những giáo lý tôi lấy ra liền. Mình phải có cái kỹ thuật này, nhưng mà cái kỹ thuật này không nói cho người khác nghe được. Bây giờ tôi nói thật, bây giờ không lẽ bây giờ ông Phật có truyền cái thiền, ông đi theo dòng thiền tông đúng chứ phải không? Nhưng mà có bí quyết ông truyền theo cái này, bí quyết cái này mà ông truyền thì mấy ông tổ biết, mấy ông kia ông la lên liền. Vì thế mà ông đưa cho Long Nữ giải mã cái này. Vì thế mà ai có coi cái vấn đề mà giữa Hùng Nghị Dương với Thái Tử Đức Đạt Đa nói cái gì, dặn Long Nữ cái gì ở tại cung vua của Dung Huyền Nghị Dương. Có nghĩa là đọc cái quyển sách này mà con mở được cái Phật nhãn ra thì con biết hết. Vì thế mà Lục Tổ Huệ Năng chỉ cần mở Phật nhãn, 10 ông thần tú cãi ông lại ổng, ổng đâu có học gì đâu, ổng chỉ mở Phật nhãn ra thôi, không ai biết hết. Vì tì kiểu đó mà Long Nữ mở được cái này, bắt đầu chiết hết, chỉ hết tôi. Tôi không có mở nhiều phải chỉ nữa, thì mà nó ta... Má có cái này cho con nè ha, tôi chiết hết ra, rồi mà về rồi tự ấy. Chứ đâu phải tôi mở đâu. Mà tại vì hồi xưa bà mở đâu ở ngoài nước Trăng Lan á. Giờ mới đưa tới đây tôi mới biết chứ. Tại giờ mình căn cứ vào chỗ này mình nói thôi. Mà căn cứ vào đây tôi nói bằng công thức. Bây giờ tôi nói về vấn đề mà cúng tụng đi. Ngũ thú tập cương mình chỉ nắm được cái căn bản này, ngũ thú tập cương. Dầu ở đâu anh cũng cúng qua cái vụ này thôi, anh suy ra anh biết hết. Dầu miền Bắc, miền Trung, miền Nam cúng nó cũng vậy thôi. 100 cái đền, 100 cái miếu cúng nó cũng ra cái này thôi, chứ không chạy đường nào trời đó. Đó là gọi là giải theo công thức. Đó, mình trí tuệ tu khoa học là tu cái này. Chứ không phải tu mộ. Không có ngồi cãi từ ly từ tí mà ta cãi về tổng quát, cãi về công thức. Rồi hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo, pháp môn thiền tông có những lợi ích gì đến với người tu và nhân dân Việt Nam? Lợi ích gì ra đời nó phá tà tông, phá mấy cái mê tín phá hết. Đó, có vậy thôi. Bây giờ mình chỉ nhận hai chữ thiền tông thôi, chỉ hai học được hai chữ này thôi. Biểu đi cúng có cúng không? Biểu đi núi sao quá rồi, có lên núi Bà Đen có lại không? Nhiều đó thôi. Yeah. Rồi vô cái miễu nào qua rồi thì có ai không? Tất cả những người nào chỉ hiểu được hai chữ thiền tông hoàn toàn bỏ cái kia hết. Lúc đó ở nhà, có nhà lo nhà, có cửa lo cửa thôi. Còn hồi xưa không có nha. Ngày mai đi chỗ này chỗ kia, 4 giờ sáng thức dậy à. Đi là sướng gì xuống dưới lại cái về. Rồi không biết xin gì cũng biết, không biết có được không, không ai biết. Bây giờ nó đã chỉ rõ rồi thì mình không đi đâu nữa. Nhưng mà lâu quá ở nhà lâu nó cũng điên, thành là thôi đi chơi đi nó sẽ chết. Hồi đó thì mình đi ra Vũng Tàu vô chùa, giờ không phải ra bãi biển tắm cũng đi Vũng Tàu cũng đi, nhưng mà nó vô chùa đâu là ông Phật. Trời đất ơi, ông Phật có một ông, giờ từ Bắc chí Nam 17.000 ông chùa, một cái chùa tới hai chùa ông Phật tính đi. Rồi giờ lại ông nào đây, một cái chùa thì tới hai chùa ông Phật, rồi lại ông nào? Đó, thành ra mình hiểu rồi thì mình không ở nhà khỏe ru thì không phải nó ra là nó phá mình đó. Nó phá cái ngu của mình đó. Thì giờ mình đỡ không? Rồi hỏi tiếp đi.
Câu tiếp theo, tại sao pháp môn thiền tông lại tuân thủ pháp luật một cách triệt để như vậy? Cái này là cái quy tắc. Cái thiền tông nó ra đời mà nếu mà anh vi phạm pháp luật một cái đó nha, là cái ông vật lý, ông tâu cái ông pháp luật. Hồi xưa đó nhớ nè, Tổ Bồ Đề Đạt Ma cũng chết vì cái vụ này. Tại Tổ Bồ Đề Đạt Ma không tuân thủ pháp luật. Bây giờ tôi làm tất cả gì tôi làm bằng giấy phép. Bây giờ cấm tôi được không? Ông cho tôi giờ giảm không? Ông cho rồi thôi chứ. Tôi đâu có làm sai đâu. Nhưng mà bởi vì mình làm mà nếu mà chỉ sai một chút xíu thì kêu bằng trong người mình mà nó nhiễm trùng một chút xíu thôi là nó quậy nát liền. Nó phát ra liền. Vì thế phải tuân thủ pháp luật. Để chi? Để cái thiền tông nó mới tồn tại. Bây giờ nếu mà nó thiệt kêu bằng cái tội nhỏ nó dạch ra to. Còn mà không có tội nó không dạch được. Thì bắt buộc thiền tông phải tuân thủ pháp luật lại chỗ này. Tất cả những gì kêu bằng ghét á, thì cái bộ hòn nó cũng méo. Còn mà thương nó cái áo nó cũng tròn, mà ghét cái học cái bộ hòn nó cũng méo. Thành nó sợ như thế giới vật lý mà đa cương nhân phá lực lại. Anh mà chỉ có một vi phạm cho bắt đầu nó thổi phồng lên, nó chìm vô. Nó chìm vô nó thổi là phá. Thành bắt buộc phải tuân thủ pháp luật triệt để. Thì muốn thiền tông phải đi bằng đúng vậy. Pháp luật không rờ mình được. Còn anh chỉ cần sơ ý một chút xíu đi, đâu phải chừng. Vì thế mà thiền tông yêu cầu thượng tôn luật pháp. Làm cái gì phải luật pháp trên hết. Tổ quốc mình là trên hết. Không có cho ai xen vô. Một tiếng nói cũng không được nữa. Chỉ một tiếng nói phản động anh cũng không được nữa chứ đừng có nói. Thấy không? Thiền tông phải triệt để cái này. Anh muốn tồn tại thì phải vậy. Còn anh không muốn tồn tại thì anh nói tầm bậy tầm bạ, anh đã chết đáng chịu. Rồi hỏi tiếp đi. Tại sao pháp môn thiền tông lại đề cao tinh thần yêu nước và bảo vệ đất nước đến tận cùng? Bây giờ nguyên tắc đó, nên nhớ là mấy cái người tu vật lý ưa phản quốc đó. Tôi nói thật đó, tu vật lý thật là gì? Kêu bằng đi ra nước ngoài để cầu dinh. Thành ra cái vấn đề này thiền tông phải triệt để này là vì cái tổ quốc này á, cho phổ biến cái thiền tông ra. Anh phải làm sao phải giữ được cái tổ quốc này. Cái tổ quốc Việt Nam mà nếu mà tư bản hoàn toàn không phổ biến cái này được. Chỉ xã hội chủ nghĩa thôi. Mà nên nhớ rằng nha, cái thiền tông công bố ra ngày 14 tháng 5 2017, bộ luật hình sự nó ra trước một năm 2016. Nó để yểm trợ cái này nè. Tại không hiểu luật pháp chứ. Tại làm sao mà cái này hầu 150 tới 58 mà nó phải kéo dài mấy chục năm. Hồi xưa chế độ cũ nó cũng vẫn có pháp luật, nhưng mà nó không có bảo vệ được cái tôn giáo đâu. Nó hồi chế độ cũ mà ra này ra không được. Mà bây giờ phải đợi mấy mươi năm sau, sau 40 năm giải phóng, khi là bộ luật hình sự nó ra, cái hiến pháp 2013 nó mới ra, 2013 nó hoàn chỉnh cái hiến pháp đó. Rồi nó cái luật một ngày nghị định 162 của chính phủ á, ra 2016, luật hai cái bộ luật hình sự trước sửa đổi lại, cái bộ luật 100 nó sửa đổi lại đến tháng 11/2016 có hiệu lực. Luật tín ngưỡng tôn giáo ký 2016 mà đến 1/1/18 ba cái luật này nó mới yểm trợ thành ra cái thiền tông nó công bố ra ngày 14/5/2017, nó đi vào trong cái luật pháp hoàn chỉnh, nó mới phổ biến. Mà tại làm sao hồi xưa đó xin công bố bảo ở Đức Hòa tôi không đồng ý, tôi bảo đưa tỉnh đồng ý rồi mới đưa về ba cấp mới cho phổ biến. Mà tôi nói trước nha, khi mà 8 giờ sáng công bố, 7:30 ra lệnh ngưng liền, ra lệnh phải ngưng cái này. Mà tôi không nói ai, tôi cứ nói anh em, nhiều người họ sợ lắm. Tôi nói cứ đúng tới ngày giờ, bởi vì tôi mời VTV rồi các báo đài rồi chính quyền tôi mời hết lên. Tới giờ đúng 8 giờ tôi tuyên bố công bố quyền kỷ liền đó. Rồi vậy thì mà nó lộng lên chứ, lộng ra sau đó mọi biết bao nhiêu họp, bao nhiêu cuộc họp để mà xóa cái thiền tông này, thu hồi quyền kỷ lên liền. Mà kéo dài nhằn đến ngày 18, đúng một năm sau nó ký cái công văn thu hồi cái quyền kỷ, cấm cái này.
vẫn có cấm nó cũng chạy được năm rồi, không sao. Tôi làm tôi phải tính hết chứ đâu phải đâu. Mà bây giờ giải đáp, bây giờ là tôi nắm luật pháp nè. Quyền ký, thường thường người ta xuất bản một cái nhà xuất bản thôi. Sài Gòn tôi không lấy, mà nhà xuất bản tôn giáo xuất bản, rồi nhà xuất bản luật xuất bản. Hai cái này tôi nắm vững về bên tôn giáo và bên luật. Rồi thứ hai nữa đó, khi tôi công bố quyền ký, tôi không biểu xin, xin xã, tôi không xin, tôi xin nó tỉnh. Đưa cái công văn về hệ thống đàng hoàng, được về đây cho công bố, tôi mời hết. Rồi khi trả lời cũng vậy, giấy tờ cho tôi làm đúng ba cái giấy này, bây giờ tôi mới ngồi đây tôi nói, chứ nếu không có cái trả lời xin lỗi, bữa nay không có trả lời ngồi đây đâu. Bao nhiêu, bây giờ nên ai lên mạng rồi? Ông Nhật Từ, ông nói một câu, ông nói đó, ông nhờ ủy ban tỉnh đó, dẹp cái này rồi. Mà vậy, tất cả những sách của Nguyễn Nhân viết đó, sẽ thu hồi trong 3 ngày, lên mạng cho còn trên đó. Mà nay 3 năm chưa thấy thu hồi. Đó, đâu phải dễ đâu. Cho là cái sách của chùa Tân Diệu là của Nguyễn Mai Dương đó. Chứ nó còn nằm trên mạng đàng hoàng. Đó, bây giờ chưa rõ ràng chứ. Mà bây giờ là tôi nói thiệt nè. Ông Thích Lệ Thọ là cái gì? Quỷ viên Phật giáo thế giới. Ra lệnh dẹp cái này. Thế giới đó. Chứ không phải đây. Rồi ông Nhật Từ là quỷ viên của giáo hội trung ương. Phước Tiến cũng giáo hội trung ương chứ đây. Ra lệnh dẹp này. Họp 294 năm kỳ khởi nghĩa là văn phòng hai Phật giáo trung ương họp bao nhiêu lần? Là cái bản đồ của chùa Tân Diệu tôi để cái này có 210 thước vuông. Nếu mà tôi lấy hết cái khu đất này thì xin lỗi, nó vô lấy liền. Vô đây lấy đi, tôi cho lấy. Hồi đó tỉnh cho tôi cắt cái chùa thì giờ tôi trả tiền tôi thôi. Rồi tôi giao cho này nè. Ăn uống vệ sinh ở trong này, ở ngoài của tôi xây liền. Thấy không được mà không lấy. Chứ nếu mà nó chưa lỗ thì 2.000 thước vuông thôi. Bây giờ tôi đòi bao nhiêu tỷ cũng đưa đó, chứ thiệt đồ chuyện đó. Mà thấy với luật mà nếu mà tôi không tôi, cái chuyện này tôi có mấy chục năm về trước tôi biết thế nào cũng ra rồi, thế nào mấy ổng cũng tìm cách mà coi 210 thước vuông rồi hỏi tôi nói 210 thì hỏi có bán thêm, tôi không có bán gì trời. Nhưng mà có một điều muốn vô được là tôi bắt cái cầu nha, ngoài cửa bắt cái cầu đi vô tôi cho, chứ còn đĩa đất tôi không cho. Đó, thì thành ra sao đấy, dưới đất tôi không bán mà tôi cho đi bằng cầu, từ cửa vô đây đi bằng cái cầu. Ông có tiền không? Ông làm cái cầu thang máy thì cho ông đi. Không phải dễ đâu. Chứ đâu có gì xin lỗi mà phải tỷ đi quăng vô mình cũng được. Nhưng mà tại tôi gậy cái thế. Bây giờ tôi xin lỗi là ông ra cái công văn mà ông dẹp tôi đó. Ông bị chết với tôi vì cái công văn này. Tôi sẽ dài ông. Tôi sẽ dài nói ông à. Một đoàn thể không thể ra công văn mà ra lệnh cho công an rồi chính quyền dẹp cái chùa này, cái công văn vẫn còn. Tưởng đâu thấy dễ ăn đó. Giờ hỏi người khác đi. Câu tiếp theo, nhà nước và giáo hội có nhiệm vụ quan trọng gì trong việc công bố giáo lý? Cái này tôi xin phép với giáo hội. Bây giờ tôi á, nó đúng hồi xưa là tôi thành viên của giáo hội, tôi xin phép giáo hội bắt buộc phải cho. Ông không có lường trước cái giáo lý này đâu. Còn chính quyền, luật pháp làm cái gì phải có đơn từ thượng lý người ta cho. Chính quyền có bổn phận đáp ứng cái này. Giáo hội tôi là thành viên, ông phải đáp ứng cho tôi. Ông không đáp ứng tôi vẫn công bố đơn phương. Vì tôi có xuất bản rồi, tôi sách xuất bản tôi công bố cấp tại chùa. Mà bây giờ nó thì công bố chùa hay là cái gì nó cũng đi ra khắp thế giới hết. Còn bây giờ mình ở trong nước thì phải đúng theo luật pháp, phải xin phép nhà nước cho các cấp. Nhưng mà mình nên nhớ rằng cái gì cũng vậy, làm đúng luật là tốt hơn. Còn chừng nào mà luật ép mình thì khác. Luật ép tôi làm khác. Còn không ép thì tôi thực thi bằng cách nghiêm túc bằng đi theo luật pháp. Tôi ở giáo hội thì tôi phải xin phép giáo hội. Giáo hội thì công bố rồi, cái nó cấm tôi, cấm thiền tông, đập thiền tông tôi đập liền. Tôi đều bản khác lên, tôi xin ra liền. Thì tôi ra hoạt động luật theo tín ngưỡng mà. Luật tín ngưỡng tôn giáo mà. Tôi được quyền bất cứ cái gì.
Nếu quá đi ra thì nhà nước kiểm soát tôi nói gì sai thì kiểm soát tôi. Tôi đâu có nói gì sai mà tôi nói bằng khoa học thôi. Không có cách nào tôi nói, bởi thế này tôi nắm vững là khoa học, vật lý và thực tế không có cách nào dẹp tôi được cái này hết. Mà tôi nói thì tôi thiền tông ra đời và tôi giúp nhà nước xóa đi mê tín rất nhiều. Bây giờ tôi chỉ nói về này, nội mà bây giờ nhà nước khỏi cần cấm chi mắc công. Cứ cho tôi nói đi, chừng năm nữa thì biểu ai cũng xin xăm bói quẻ, biểu đâu không làm nữa. Tôi nói bằng sự thật chứ đâu phải đâu. Thì đâu cần nhà nước ấy. Nhà nước nó còn phải này kia ra công văn này mất lòng, nói không cho tự do. Bây giờ tôi nói muốn tự do thì tự do, nhưng mà anh muốn làm cái gì phải đàng hoàng, giấy tờ đàng hoàng. Cái câu chuyện anh muốn tin cái gì anh tin, nhưng mà anh nên nhớ rằng anh phải có cái bài giải trình. Nhưng mà anh tin cá nhân anh thôi, mà anh rủ người khác anh tin cho anh là anh dụ người ta, mà thứ nhất anh lụ người ta đó là anh mang vào cái tội lừa đảo á. Nội tôi nói này không á. Bây giờ tất cả các tổ, các tín ngưỡng râu mà không có tiền, không ai thành lập tín ngưỡng đâu. Tất cả cái gì về tâm linh phải có tiền, dụ người ta lấy tiền người ta mới lập. Đó, bây giờ mình nói trình bày ra rồi, trình bày rõ ràng rồi thôi. Rồi giờ biểu đi, giống như bữa hỏi tôi biểu là muốn dân sao, biết có sao đó là trị gì đó, hãy đàng hoàng đi, bao nhiêu tiền, mấy phút, bao nhiêu, còn làm không được tôi trả tiền lại. Ai không? Ai dám? Tự nhiên mình nói cái đàng hoàng rõ ràng. Rồi bây giờ mới vừa rồi Sơn nó nói bây giờ anh muốn tu cái gì treo cái chùa nào, tu gì phải treo cái bản hiểu rõ ràng. Giống như ở ngoài kinh doanh, công ty xí nghiệp anh làm cái gì phải rõ ràng. Rồi bây giờ đi chết rồi. Bây giờ bảo xin lỗi cái quyền ký công bố ra rồi biểu cho anh các chùa nó không dám cắt. Các chùa phải có tâm tài lực tự mình bỏ ra. Tự anh tự sản tự tiêu, anh không có dụ người ta nha. Nếu mà cắt mà không có vụ thì thôi, chắc không ai cắt. Tôi nghĩ là ở ngoài kinh doanh, bán buôn vốn lợt lời ba. Còn chùa kinh doanh vốn một lợi ngàn nữa. Thành là người ta thích cắt. Mà bây giờ chơi kiểu này không có lời thì không ai cắt hết. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ, câu cuối cùng. Tại sao pháp môn thiền tông chỉ nhận về Phật tánh, học công thức giải thoát mà lại hết luân hồi? Ở trong này, trong cái trái đất thì dưới trong tâm giới nó quay, còn đi ra ngoài còn đâu luân hồi. Này phải nghiên cứu cái tâm giới, anh đi ra ngoài tâm giới mới hết luân hồi. Thấy không? Muốn hết luân hồi thì đi ra ngoài tâm giới mới hết, chứ còn ở trong này làm sao hết. Rồi hỏi tiếp đi. Khi câu hỏi của Phật gia Thượng Tông Trần Minh Đạt ở Đồng Tháp: khi nhiều người có nhiều công đức rồi thì cái tánh Phật có lớn thêm không? Không, tánh Phật là cái nguyên tử. Còn mà cái công đức á thì nó về bên kia, nó trở thành kim thân Phật, là cái mang cái thân Phật màu vàng. Cái công đức, cái tánh, cái vỏ bọc của tánh, cái thân Phật, cái lớn nhỏ là cái vỏ bọc tánh Phật. Giống như mình ở đây, cái ông mà 100 kg cũng thấy như cái ông 10 kg thôi, chứ làm sao phải được. Có nghĩa là cái tánh chân thật của nó không phát triển được, mà nó ở trong cái không gian lớn hoặc nhỏ, cũng như con người của mình ở trong nhà 10 thước vuông, 20, 30, 40, 40 thước vuông, cái nhà lớn, chứ cái con người nó không lớn được, cái tánh thấy nó không lớn được, thấy không? Mà nó đi theo cái lực của cái nhà thì thấy nó có lớn có nhỏ, là nó cái gọi là cái kim thân nó lớn nhỏ thôi. Giống như cái ông đó đó, 40 kg, ông 80 kg, ông nào cũng thấy giống nhau, trong ông nào lớn cũng vậy, nhưng mà cái lực ông 80 kg nó mạnh hơn vậy thôi, thì cái sự thấy nó cũng vậy. Rồi hỏi tiếp đi. Người có tâm tánh sáng láng có phải do công đức của người đó phát sáng ra không? Cái này á là mình phải hiểu cái quy tắc vật lý thế này nè. Trái đất này là gọi là trái đất vật lý âm dương. Cái con người mà cái dương nhiều á thì nó sáng hơn. Giống như mình đứng ở dưới đất này, mà đứng sát mặt đất á thì nhìn không xa, mà đứng càng cao thì nhìn càng xa. Con người ta có cái phước dương á, nó thoải mái hơn. Giống như mình đứng cao mình nhìn xa, còn đứng thấp nhìn gần. Đó quy luật vật lý này. Con người khôn người dại là anh âm quá anh dại, chứ không có gì đợi. Anh dương quá anh khôn. Ở nhà lầu 100 tầng á, anh nhìn xa hơn cái ông ở đứng ở dưới 1 tầng. Đó là do cái lực âm dương.
Đó, phải hiểu cái nguyên tắc này mới hiểu cái người khôn người dạy. Anh dạy anh năm quá, còn anh tin anh mê tín gì đó của anh năm quá, anh mới mê tín. Tất cả những người mà ưa lại lục cầu sinh là nó âm. Nó ở cái tần số thấp quá thì nó tưởng nhiều. Tần số thấp tưởng nhiều thành ra anh hành động sai nhiều, có vậy thôi. Rồi hỏi tiếp đi. Những người được sinh ra bằng phương pháp mẫu, không phải qua cửa hẹp của người nữ, thì những người này có duyên lành gì không? Cái này không thử nói do cái nghiệp thôi. Hồi xưa đó thì tại phải qua vậy đó. Có qua gì mổ là nó ép bị đau thôi, chứ cũng đâu có phải ngôn. Nhưng mà cái khôn dạy là nó do cái nghiệp của mình. Còn bây giờ khoa học nó mổ là thì nó không qua cửa hẹp, nó không có đau vậy thôi, nó chỉ đỡ đau. Nhưng mà cái nghiệp sanh lão bình tử nó vẫn bị. Sanh lão đi bằng tự nhiên thì nó bị ép đau, còn nếu này thì nó cũng ra, nó đỡ đau. Nhưng mà cái sanh nó cũng vậy thôi. Còn cái gì khôn dạy là do cái nghiệp, mang cái nghiệp tần số nào thì ra phải hưởng cái tần số đó. Đi đường nào cũng phải cái nghiệp thôi. Tại vì khoa học thôi, chứ hồi xưa đâu có cái vụ này. Khoa học gần tiếng thì cái nghiệp nó đỡ hơn. Giống như mình sống hồi trước á, cao lắm là hồi xưa mà ông bà mình đi đến giặc đi bằng ngựa, giờ đâu không chạy ngựa, đi dọn xe thì nó cũng đi thôi, nhưng mà nó đỡ vất vả chút vậy thôi. Nhưng mà cũng phải di chuyển, nhưng mà di chuyển nhanh hơn thôi. Rồi hỏi tiếp đi. Để trở thành một vị Phật giáo hóa chúng sanh thì tiền kiếp của người đó cần phải có những điều kiện gì? Cái đó là phải tiếp nối. Bởi vì cái chuyện mà giống như hồi xưa đó, cái long nữ á, sở dĩ mà ông Tất Đạt La ông biết, ông nhìn thấy cái long nữ này ngày xưa đã từng giúp ông Phật trước để công bố quyền ký này, thấy cái bà này có kinh nghiệm rồi thì bây giờ đi tìm nhờ vậy thôi. Cái đó là thật chuyện nói về chuyện quá khứ mấy chục năm, mấy chục đời. Cũng như mình ở bên đây nè, ví dụ mình biết cái nhỏ đó hồi đó nó ở đây nó thông minh, bây giờ nó ở đâu, mình muốn mướn thuê nó làm cái gì, mình đi tìm nó lại để cho nó làm vậy thôi. Thật thì hiểu sâu xa hơn, còn mình hiểu cả một đời. Ông Phật thì ông toàn giác, ông nhìn được 50-70 đời, nó cũng chỉ vậy thôi, cũng là quy tắc vật lý thôi. Rồi hỏi tiếp đi. Hình bóng của A Di Đà là ai hiện? Bây giờ mình hiểu cái thế giới này nè, ông A Di Đà mình đâu có mặt, sao không biết mặt mũi ông sao đâu. Mà bây giờ ông A Di Đà này là do người ta tưởng tượng, người ta vẽ ra, rồi mình ngồi niệm Phật cái niệm A Di Đà. Thì cái ông Thánh á, trên trái đất này nó có hai cái trường hợp mà để cho người ta thấy hình bóng. Một là cái ông, nếu mà mình sử dụng cái thần thông đó, ở từ cái câu thần chú á, mình niệm thì mình sai được cái ông thần quản lý tánh Phật của mình á. Ông bóc cái ông đó ra cho mình, phải dụng thần thông nha. Còn mình ngồi mình mơ tưởng là cái ông Thánh á, ông Thánh A Di Đà đâu, ông thấy hình nào để ông kéo lại cho mình. Phải hiểu cái này nè, sử dụng thần thông là phải sai ông thần quản lý. Giống như ông thần quản lý giống như mình là cái người giúp việc cho mình vậy, không có gì đó. À, và tôi sai ông đi lấy cái này cho tôi thì ông đi, nhưng mà anh phải có cái lực. Còn nếu mà tôi muốn thấy cái đó là anh phải cúng, là người ta cho anh thấy là gì vậy. Thì cái ông Thánh á, ông lại kêu bây giờ cúng ăn thật, tôi lại tôi bóc cái hình đó để cho thấy. Vì thế mà cái hình cái tu A Di Đà nó sai cái chỗ này, tao không hiểu. Tưởng là Nam Mô A Di Đà 3-4 tiếng thấy, tưởng đâu là mình ông Phật hiện cho mình. Ông Phật thì giờ đâu mà làm chuyện đó. Giờ hỏi chứ cả nước Việt Nam mà rần đi 10 triệu người niệm Phật, không lẽ Phật đâu. Thì mỗi ông địa phương nó móc một cái cho mình thấy thôi. Thiền tông ra đời nó mới giải mã được cái này thì nó mới xóa được cái kia. Cái gì trên thế giới này nó có hết chứ không phải không. Nhưng mà điều ai đẳng cấp nào đưa cái hình này xuất hiện, thiền tông nó sẽ nói hết cho nghe. À, nên nhớ là tu mà niệm câu thần chú thì sai khiến được cái ông thần quản lý á. Thôi đi, ông thần quản lý giống là người giúp cho mình thôi chứ. Thì mình niệm mà ông sai thôi, sao giờ ông làm ơn là lại đó lấy cái này thôi, chứ ông lại ông lấy cho mình thấy thôi. Còn nếu mà tự lực cánh sinh, mình cúng, mình niệm, bởi vì thường thường tụng kinh và cúng thì cái ông Thánh ông giúp. Còn mà tự nhiên sử dụng thần thông là cái là nó sẽ tự động nó phát ra. Mình hiểu cái này thì mới giải mã được cái linh thiêng. Vì trái đất này là ngũ thú tập cư, mình phải coi người nào nhiệm vụ gì. Mình phải hiểu cái này thì mình mới hiểu thiền tông được. Rồi hỏi tiếp đi.
Có một vị ở Quảng Trị hỏi câu này: hôm trước thầy có giải đáp, người tu thiền tông khi mình sắp chết có thần báo trước cho mình một tháng. Con thấy trong một tháng tạo công đức quá khó, thầy hướng dẫn con một số cách tạo công đức nhanh để mở mắt về, để mở mắt về được Phật giới ạ. Bây giờ có 3 ngày chứ không có vụ tháng đâu, đâu có nói. Một tháng là nền chim bao, mà nên nhớ là 3 ngày, cái ngày đó là nằm chim bao rất trong sáng mà thức dậy y như là mới. Có ai nào ai nói mình đó, là cái người đó là ông thần giúp mình đó. Thì bây giờ á, bây giờ thí dụ mình là 70 tuổi đi mà mình bệnh thì báo vậy, thì giờ muốn vậy, thì bây giờ tôi nói vậy bằng cách nào trong 3 ngày đó. Trong 3 ngày mà giúp được một người có công đức thôi là cái tuổi thọ mình sẽ kéo liền. Ông thần ông nể mà đức trọng quỷ thần kinh, có công đức rồi ông không thường thư liền, có nghĩa là ông kéo dài. Còn công đức mình thì ông nhiều tôi ít là do mình. Làm sao tạo được công đức trong vòng 3 ngày này ha? Bằng cá giá nào phải kiếm được một công đức đi, để chị ông kia ông vững bụng rằng rồi này nó lâu vậy bằng cách nào vậy? Bây giờ tôi nói nè, tất cả những gì hiện giờ nó hiện đại nè, tạo công đức rất dễ. Quen ai đó bóc điện thoại gọi liên tục thế nào trong đám đó mình cũng thấy. Hoặc là bây giờ tôi nói nó là mở cuộc tiệc lại ăn dỗ đi ăn dỗ rồi đi trưng bày cái này ra, năm bảy người, năm bảy chục người, thế nào cũng có người. Có một người thì bắt đầu cái tuổi thọ mình bắt đầu ông thần ông giảng liền, ông đứng liền, không thực thi bắt đầu ông đứng nghiêm chỉnh, rồi thấy nó tạo được thì cho nó tạo tiếp. Thì căn cứ vào đó thì trong vòng mấy ngày nữa mà nó có nữa thì bắt đầu tuổi nó sẽ kéo lên. Bắt buộc có công đức ông thần mới giúp mình thôi, gọi đức trọng quỷ thần kinh. Còn mình báo rồi mình làm thinh thì thôi, ông nói đúng ngày giờ tôi quăng mày đi cho rồi. Rồi hỏi tiếp đi. Chúng con là một nhóm Phật tử Phật gia Thiền Tông. Xin hỏi nếu có Phật tử Phật gia bị mất thì chúng con phải làm đám tang như thế nào? Xin thầy dạy rõ để chúng con tùy duyên mà trợ giúp họ. Giờ tôi nói rồi thì có cái đám mẫu rồi đó, cái căn cứ vào đó. Rồi bây giờ thứ nhất là mình phải sắp xếp trước, thâu máy trước, thâu băng trước, A B C gì đó thâu trước, chuẩn bị đi thì cho nghe trước đi, để chi, để cho người ở đây yên ổn, rồi người đó coi sao mình theo dõi. Giờ bạn đi coi thấy sao, thấy ai nói tôi nghe coi, nó thấy trâu bò thôi tôi khỏi tụng khỏi gì hết. Thấy cái gì ăn thua, thấy mà A Di Đà rước thôi khỏi, đừng là đi sai rồi. Rồi thấy thần tới thôi đừng có cái thôi, bà cái mát bà là Phật gia chứ sự thật cái mát bà là âm không á. Có nghĩa là trước khi mình hỏi người ta, tôi thấy thấy này thế kia nó giống như cái Thiền Tông nói đó, thì cố gắng giúp. Còn thấy A Di Đà thôi tôi lai like bà, tôi cũng trốn bà luôn cho bà đi theo A Di Đà đi, nó không chịu nghe. Cũng nó quen nó không chịu, chuẩn quá là cái sự hiểu biết của mình. Tất cả những người mà nó nằm ở trong cái dạng mà gọi là thấy những cái quần ta báo cho mình biết đó, báo cho đi về Phật giới ha, thì thấy nó ít sáng quá ít đó, thì tạo cho nhiều để cho nó sáng nhiều thôi, đi cho nó vững vàng thôi. Chứ còn mà nó thứ nhất là tôi thấy ở đây chuẩn bị chết đằng kia kiếm mấy ông thầy là đi đặt cọc trước mấy ông thầy trước rồi thâu thua đấy. Thôi đừng có giúp, nếu ông thầy tới thôi đừng có giúp, là kêu cái trại hòm tới rồi đắp giấy vàng lên thôi dẹp luôn đi là nó đi vuốt lắp cái hòm mình lắp miếng giấy vàng vô là anh chết rồi. Xin lỗi anh đó, mẹ vô loài súc sanh rất dễ, chứ đừng có tưởng đâu, mà tôi không dám nói cái này nghe không. Có nghĩa là ta có hình mẫu rồi, bây giờ mình lo hậu sự đi, cái bài tụng bài cúng để cho cái người ở lại người ta thấy. Tất cả gì không được can thiệp vô. Can thiệp vô thì cái người này hoàn toàn dẹp. Người ở lại dẹp hoàn toàn, không có xen vô cái điều này được. Rồi hỏi tiếp đi. Những người hay chia sẻ sách, văn, thơ, kệ trên mạng, những người này có công đức không ạ? À? Xin thầy giải thích. Cái đó là tùy theo, nếu mà vì cái chấp ngã thì không công đức, mà cái gì mà nhiệt tình giúp người ta là có. Đừng có chấp ngã. Ha.
đa số nó đúng ra cái chia sẻ trên này nó lạc tới 80% vị danh, 80% vị danh chứ không, còn có 20% là tùy theo muốn lựa chỗ nào, lựa 20 hay 80 tùy theo mình chứ giờ đây, bây giờ ai cấm cái này, ta nói cho mình biết thôi rồi tự mình chia sẻ rất tốt, nhưng mà với điều kiện đừng chấp, cố gắng đừng chấp, nó nhiệt tình quá thành ra nó thành nó lộ cái hình lộ cái hình tham. Rồi hỏi tiếp đi. Xin hỏi kinh vô tự là gì ạ? Kinh vô tự là viết cái chữ nó không hiện ra, giống như vi tính bây giờ viết rồi nó bôi trắng bóc không thấy gì, trời muốn thấy bôi màu vàng màu đỏ lên. Kinh vô tự viết bằng cái chữ bằng điện, có cái tờ giấy ông viết bằng cái chữ gì, nhưng mà nên nhớ là kinh vô tự viết bằng công thức. Ông chỉ nói là ngũ thú tập cư, loài nào làm gì về thôi, rồi nguyên một cái quyển kinh đó. Đó một câu vậy mà nó nguyên một quyển kinh. Quyển kinh mà dịch ra xin lỗi 200 trang chưa dịch chưa hết. Biết kỹ thuật dịch nó phải vậy đó, kinh vô tự viết bằng cái đó, đó. chứ không phải viết từ chữ từ nét, không phải, nó viết bằng công thức. Kinh vô tự viết bằng công thức, người nào hiểu công thức này thì mới giải mã được. Đó. Bởi vì giống như ở trong cái ẩn số á, người ta viết một cái con số mà có thể giải mã rất nhiều. Ta hiểu được công thức này. Thì những người kinh vô tự thì viết cho người hiểu kinh vô tự đọc. Chứ không phải kinh vô tự viết cho đại trà đọc, không phải vậy. Vì thế kinh vô tự là, thế tự tất ra là viết cho long nữ đọc, khác là long nữ viết khác đọc. Vì long nữ kiến tánh mới giải mã được, còn nếu mà long nữ không kiến tánh, không được. Còn mình đọc kinh vô tự cũng như là, cũng như đọc cho nó vui thôi chứ không hiểu. Kinh vô tự cái người A viết cho người B thì người B mới hiểu, chứ còn không phải cái người C hoàn toàn biết. Vì thế mà cái gì ông thầy Phước Tiến ông nói, ủa kinh vô tự sao không đưa cho ông, quyền ký không đưa ông, mà ông mù mà đưa gì. Ông Phước Tiến ông nói tôi mù mà không lẽ Phật đưa cho ông mù. Ông không có hiểu thì ông trách ông Phật. Tại Phật tu vậy mà không đưa cho tôi mà đưa long nữ. Thấy không? Mấy cái người phàm phu ưa chấp, ông có chưa có nhiệm vụ gì đâu mà mới đưa cho ông. Tưởng là ông cạo đầu ông tiến sĩ giao ông lời giỏi, không phải vậy. Thiền tông cũng phải vậy. Thiền tông không có cấp, không công nhận cái bằng vật lý, cái vật lý là để cho người ta làm, ta kiếm tiền thôi. Chứ còn cái mà đạo Phật thì một là anh mở cái mắt, hai mở sáng mắt, vậy thôi. Có hai con đường thôi. Vì thế mà một anh nhắm, hai anh mở, rồi anh mở thì tôi giao cho anh, rồi anh nhắm thì thôi kể như anh nuôi cho tôi không giao. Rồi hỏi tiếp đi. Xin hỏi thần thức là sao ạ? Thần là ông thần, thức là cái thức biết của ông thần, cũng như là tánh người, tánh người là tánh biết của con người, còn khi là tánh của biết của ông thần, có vậy thôi. Bởi vì cái ông thần là cái gì? Ông thần có cái nhiệm vụ, ai đây cũng vậy, ông thần phải bám lại cho mình làm cái gì ông biết hết. Vì thế mà bên đạo Thiên Chúa nó có ba cái ngôi. Ngôi thứ nhất là Thượng Đế, ngôi thứ hai Chúa Giêsu, ngôi thứ ba là Thánh Thần. Thánh là cái gì? Là trợ giúp, còn ông thần là quản lý. Đạo Thiên Chúa nó đúng về cái quy tắc này. Chứ không phải là vô căn cứ đâu. Đạo Chúa rất đúng, rất chuẩn mực về cái vấn đề này. Vì thế mà Thánh Thần Amen, hai ông này phải giữ hai bên. Ông thì quản lý, ông thì kiểm soát thực thi. Một ông kiểm soát thực thi giống như mình ở thế gian này là mình làm cái gì nó có ban kiểm tra. Đúng thì nó mới cho đi, không đúng nó không cho đi. Đó, Thánh Thần là vậy. Thánh là kiểm soát, Thánh là thực thi. Ở thần thực thi mà Thánh nó kiểm soát. Rồi hỏi tiếp đi. Xin hỏi vô sư trí là gì ạ? Gì cô? Vô sư trí. Vô sư trí. Vô là không, cái sư là không có thầy. Sư không thầy, trí là cái trí không thầy dạy là ai? Là tánh Phật có ai dạy ổng đâu. Tự ổng biết, thấy nghe biết thôi. Tự cái đó nó tự biết thôi. Còn mình ở đây học cao học thấp, học bằng này bằng kia là hữu sư trí. Học khôn học dạy là cái bằng hữu sư trí. Còn vô sư là cái thấy nghe nói biết của tánh Phật, gọi là tánh vô sư. Không ai dạy cái này, nó là tự nhiên vậy thôi. Tự nhiên vậy gọi là tánh vô sư trí, cái trí không phải học. Vì thế mà trong tánh Phật nó có bốn là biết, cái chữ biết là tri, chữ tri nó thuộc về chữ trí. Rồi hả tiếp.
Dạ xin hỏi câu ngoài ta tìm Phật ắt theo tà là sao ạ? Mình có tánh Phật rồi mà đi tìm nữa, không phải tìm tà là gì nữa. Mình có tánh Phật mà không nhận ra tánh Phật thì ra luân hồi, mà không chịu mà đi tìm Phật thật cái gì nữa, thì chỉ có ông tà ông gạt mình thôi. Thì ngoài ta tìm Phật ắt theo tà bị đi trong lục đạo, đi trong lục đạo biết kiếp nào ra. Cái câu đó đã Phật là thì ông Trần Nhân Tông nói trong nhà có báu thôi tìm kiếm, là có tánh Phật rồi kiệm gì nữa. Đối cảnh vô tâm mặc vấn thiền. Đối cảnh vô tâm rồi đừng có ngồi đó hỏi tu thiền chi, nó mất công. Ông vua ông nói được vậy thì tất nhiên ông hiểu đạo. Mà cái câu nói này nó giá trị ngày xưa, chứ bây giờ nhiều người lặp lại ăn theo thôi, không biết. Rồi hỏi tiếp đi. Người đã giác ngộ rồi, sống không còn bám và phụ thuộc vào thần nữa có được không ạ? Sao? Giác ngộ không bám vào thần hả? Dạ, không còn sống bám vào thần nữa có được không ạ? Bám vào thần, cái ông thần quản lý mình làm sao bám? mình thì theo dõi ông, vô đây mượn thân tới người thì ông phải, cái ông này phải theo giữ thôi. Mình giống như con bò, cái ông chăn bò phải theo giữ thôi. Anh nào mướn không mướn nó cũng phải theo, bây cái nhiệm vụ của người ta vậy. Thấy không? Mình có thì phải theo, chứ không trừ trường hợp á, mình mà có công đức nhiều á, ông thần ông không dám lại gần thôi, nhưng mà ông cũng theo dõi mình, để khi mình bắt ông cho mình tự do đi. Có nghĩa là thần mình âm á, thì ông nắm mình được, mà nếu mà kêu bằng có công đức nhiều, âm dương nắm được nè, có công đức ông không dám nắm. Giống như mình, ví dụ điện khoảng 10 quên á, thì ông nắm được. Giống như cái điện thoại mình 10 quên, ông nắm được. Điện thoại mình 100 quên, ông nội không ai dám rớt cái điện thoại đó. Thì tự nhiên ta thả ra thôi. Đó là cái luật vật lý thôi. Rồi hỏi tiếp đi. Từ tổ thứ nhất đến tổ thứ 33, truyền nhau có y bác. Riêng tổ 34 là điều ngự giác hoàng, ngộ thiền bằng cách trình 44 câu kệ cho Tuệ Trung Thượng Sĩ. Vậy xin hỏi ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ lấy tư cách gì để kiểm thiền cho tổ 34? Cái này không có thấy tư cách gì rồi. Bây giờ đó ông xác nhận ông là ông hiểu vậy là ngộ thiền đó. Nhưng mà trong cái dòng thiền tông, khi mà Đức Phật ông có nói là tới tổ 33 thì tất cả những gì kinh sách gì phải chôn hết, dẹp hết. Lấy cái 600 quyển của vua Võ Tắc Thiên truyền đi, người nào nắm được cái này, ngộ được cái này thì sẽ có người xác nhận. Mà ông nói là dòng thiền chỉ có 36 người thôi, mà nói là ở nước rồng 3 người, bên kia nó là 33, là 36. Cái đó theo quyền ký ghi vậy thì chỉ biết rằng thiền tông tới lời lục tổ phải dừng lại. Lý do, ông không biết chữ, ông không truyền được. Thứ hai là tới đó đã công bố quyền ký lần thứ nhất rồi, thì ai cũng biết. Vì thế mà quyền ký lúc đó không còn bí mật nữa, nó đã lộ hình rồi. Mà phải đợi cả ngàn năm sau thì tại Long Nữ mới cho công bố chính thức ra, công bố chính thức bằng luật pháp. Nên nhớ rằng Long Nữ công bố bằng luật pháp. Đó mình phải hiểu. Còn cái vấn đề mà Trần Nhân Tông hay là mấy ông tổ 35, 36, ông nào muốn tiếp nối cái này phải có bài kệ. Vì thế mà ông nào cũng có bài kệ hết chứ không phải không. Rồi người ta sao không có truyền nữa đó, người ta ấn chứng thôi. Ấn chứng để cho đến khi Long Nữ mới công bố ra và bắt đầu truyền thiền trở lại. Đó, mạch nguồn thiền tông mới bùng trở lại. Nếu Long Nữ không có truyền thiền này thì hoàn toàn không, thiền tông không biết. Ấy đầu tiên ông Thật Thích Ca truyền đầu tiên, rồi sau này phục hồi lại Long Nữ cũng truyền đầu tiên. Vì giữa Long Nữ và ông Thích Ca đã từng họp nói chuyện rồi. Đó thì ông đó thì bà kêu nó tới ngày đó thì con sẽ thực hiện đúng. Thì đúng, bây giờ mình ở đây thuộc hậu lai tiếp nối dòng thiền tông. Tôi thuộc về tiếp nối dòng thiền tông. Mà trong bài kệ 92 câu kệ, người có tâm lớn nối dòng Như Lai, chỉ có cái người này. Vì thế mà có nhiều người tưởng đâu mình cũng có tâm lớn đi cắt cái chùa nối tiếp. Thì trật lắc. Mà bây giờ mình nói sao ta? Người ta tưởng sao người ta làm vậy thì kiện của người ta. Chứ giờ ai sao mà cấm. Rồi hỏi tiếp đi. Thiền gia Chánh Huệ Phong, có phải ngài đã rơi vào bể tánh thanh tịnh không? Mà cái gì ngài cũng thông hết. Thôi cái này đừng nói chứ. Tôi nó không rơi vậy, ai mà kiến tánh biết hết. Bây giờ tất cả đây ngồi ai kiến tánh thấy hết.
không có phong ông gì đó, ai kiến tánh thì thấy, giống như mở mắt đưa chữ gì đọc cũng được hết, còn nhắm mắt thì thôi, ngồi đó tưởng tượng. Tất cả như này bởi vì thầy là thành ra tại sao mà tại sao Thế Đạt Đa bắt buộc Long Nữ phải đọc làm sao cho kiến tánh, kiến tánh ông mới giao à. Thì bà kia đưa Hạ Minh Châu rọi có chút chứ biết rồi, tôi biết rồi, thấy rồi, rồi đóng lại, bà này chắc ăn rồi đó, giao Hạ Minh Châu lại cho bà này, rồi giao mấy quyển sách, giao mấy quyển sách rồi phải giao Hạ Minh Châu để bà ngồi bà đọc hết rồi bà làm gì làm đó, bà lưu đâu kệ bà, nhưng mà tới ngày chót bà phải đưa ra, không biết bà lấy bằng kiểu gì không biết, nhưng mà giờ chót phải bà phải đưa ra người ta mới hiểu được. Rồi hỏi tiếp đi. Quyển giáo lý của đạo Phật sau này được công bố ở nước nào và thời gian nào được công bố ra? Bây giờ người ta rao rồi đó, rao cho công bố rồi. Mà tùy theo, một là cho ở quốc gia Việt Nam, hai là cho thế giới, UNESCO. Bây giờ UNESCO đang tiếp nhận, đang tiếp cận. Nó tôi nói thiệt, đang tiếp cận. Mà còn cái chuyện được học tôi không nói, nói thì thành ra giống Muhammad rồi, đón quá khứ về lai, thành thần rồi không được. Thôi để cho tôi làm cái ông giải đáp sướng hơn, đi làm ông thần thì chết tôi luôn á. Nó kéo tôi vô là cái loài thần thì tôi thua luôn. Loài thần rồi bắt đầu á, tôi bị quan tưởng tiếp. Giờ hỏi tiếp đi. Xin hỏi, cái kinh vô tự có phải khác với giáo lý không ạ? À? Chữ kinh là cái lời viết của Đức Phật, còn giáo lý là lời dạy của Đức Phật. Cái giáo lý là cái lời dạy, kinh là cái nói về cái chuyện mà cái công thức này công thức kia. Cái kinh á là lời dạy của Đức Phật, còn giáo lý là cái lời kêu bằng ông dạy về căn bản của cái đạo Phật. Nó không được xếp vào kinh mà là cái quyển giáo lý. Mình đây giống như là cái chữ viết nhưng mà nó nằm ở trong cái điều lệ, chữ điều lệ nó khác, rồi chữ văn bản nó chữ khác. Nó cũng là cái chữ, nhưng mà cái sau của nó giải quyết là kinh là khác. Kinh là nói những cái chuyện mà có cái tính cách là mờ mờ ảo ảo, ha, có trừu tượng và hữu hình. Còn cái giáo lý đây là nói ra một cái chân thật rõ ràng, từ phân tích, từ ly, từ tí, gọi là giáo lý. Giáo là lời dạy, lý là cái lý thuyết chân thật. Nhớ là cái lý thuyết chân thật của đạo tiên nó khác, đạo trời, đạo thánh nó khác. Còn lý thuyết một vị toàn năng toàn giác nó viết khác. Lý thuyết một vị toàn năng toàn giác là nó viết bằng khoa học và thực tế. Ha. Còn lý thuyết các đạo kia còn có chất là trừu tượng và mơ hồ. Rồi hỏi tiếp đi. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật nói tâm vốn vô trụ, không dính mắc bất cứ thứ gì. Mà bên Thiền Tông lại nói tâm là tim. Xin hỏi cho dùm ý hai cái câu đó, hai cái chữ đó. Chứ bây giờ đó, ngày xưa đó, người ta dịch chữ tánh Phật đó là cái biết. Nha, mà trong tánh Phật nó có chữ tri là chữ biết. Mà bây giờ cái người Trung Hoa đó, họ nói biết là do cái tim phát ra, đập cái tim bập. Bởi vì người Trung Hoa Lão Tử nó ăn cứ cái chữ tâm, chữ tim này là do cái ông Lão Tử. Ông Lão Tử nếu mà trái tim không bóp á, vật lý nó không bóp thì nó không phát ra được cái công dụng. Vì thế mà ông cho trái tim là biết, trái tâm, ông gọi là tâm, mình là gọi là tim. Bây giờ mới giải mã ra đó, giống như bây giờ cái máy vi tính này nè, nó hiện hình hoặc là nó nói tiếng á, nếu không có điện thì nó không làm được. Vì thế mà cái điện nó phát ra thì cái này nó mới phát được. Vì thế á, mà cái ông Lão Tử á, ông nói cái tim là cái biết. À, ông lấy cái đầu. Còn thật nói á, cái mà biết á, thì nó lấy của cái tánh Phật. Nó nằm ở trong cái công cụ của cái trái tim. Tánh Phật muốn sử dụng cái thân người này thì nó phải bóp bằng trái tim, tánh Phật mới nói được. Đó, vì nó lằng nhằng giữa cái trái này. Vì thế mà thôi giờ nói tâm, nói tim thì cũng được. Nhưng mà nên nhớ rằng Thiền Tông nó phân tích á, cái mà biết á, thì trái tim phải hoạt động thì cái miệng nó mới la. À, còn bây giờ trái tim nó hoạt động thì cái miệng làm sao nó la. Thành ra nói gì cũng đúng. Nhưng mà nói đúng ra đó, cái biết là do cái tri của con người. Mà tri con người muốn phát ra thì phải do cái tim. Nó đồng, nó tương tác ra mới phát ra được cái này. Vì thế mà Lão Tử bảo là cái tâm là biết. Nếu không sai, nhưng mà nó ở cái lớp đầu. Còn cái biết
mà bên Thiền Tông nó nói là tánh Phật. Thì bây giờ nếu tánh Phật mà không có trái tim thì nó cũng không nói được. À, vì nó vào thế giới vật lý mà. Thành ra cái tánh Phật, cái bên Thiền Tông nó phân tích là phân tích cái gốc. Còn bên kia Lão Tử nó phân tích được cái cơ chế vật lý. Giống như chiếc xe mình bóp kèn, không có điện không bóp được. Nhưng mà cái dynamo nó quay điện, nó phát ra điện thì bóp kèn mới được. Thì hai cái này nó tương tác. Bây giờ hỏi chiếc kèn kêu hay là điện kêu? Giờ hỏi đi. Nếu mà hỏi kèn kêu hay điện kêu? Giờ hỏi chứ cái tâm biết hay là cái tánh Phật biết? Suy nghĩ đi. Hai cái này giải thích không được. Phải tương tác. Nếu mà chính xác chúng á, thì nói là tánh Phật biết nhờ trợ giúp tim, nhờ có điện nó la lên. À, mình hiểu vậy thì bây giờ ai nói cũng đúng hết chứ không phải sai, nhưng mà mình phân tích ra đúng nhất là cái tri của tánh Phật biết là cái biết á. Còn nếu mà nói tương tác thì nói về tổng thể con người biết, tim bóp thì con người mới hoạt động, múa tay múa chân nói được, mới là được, mới biết được. À, có nghĩa là có điện, cái tim nó bóp một cái là tất cả trong mấy thứ con người nó hoạt động được hết. Thì ông Lão Tử cho ông nói là xếp là tim, tim là tâm. Đó, ông nói xếp vậy thôi. Nhưng mà khi mà Huyền Ký ra đời rồi nó phân tích vậy thôi. Huyền Ký ra đời để phân tích ra, còn cái chuyện ai tin sao tin. Nó đúng, tin cái gì cũng đúng hết chứ không phải không đúng. Nhưng mà đúng chính xác nhất là tánh Phật thấy nghe nói biết là cái chỗ đó đó. Nhưng mà đã vô mượn thân người là anh phải đi theo cơ chế vật lý, tim hoạt động thì anh mới biết được. Còn không biết là kể như anh đi ra làm trung ấm thân thôi đó. Trung ấm thân chỉ có thế giới hữu vô hình biết thôi, còn hữu hình nó không biết. Vì thế mình sống đây gọi là sống bằng thế giới hữu hình thì phải đúng bằng hữu hình. Rồi hả Thế Viên? Khi một Phật gia mất, có nhiều người đọc kinh tuyển suốt 8 giờ liền, như vậy có ảnh hưởng gì người mất không? Không ảnh hưởng gì đó. Có nghĩa là người mà có công đức rồi, anh muốn làm gì anh làm trâu làm bò cũng được, không thành vấn đề đó. Bây giờ cái đó là cái của người ta, còn đây là mình tác động nó không thua gì. Cái đó là do cái tưởng con người bên ngoài. Anh trợ giúp người ta gì ta, cái vấn đề mà bây giờ nên nhớ rằng có tiền bước lên phi cơ đi nước ngoài đi. Rồi ở ngoài đây có tôi cho anh biểu tình 100 người ủng hộ con nhầm gì cái chuyện đó thôi. Anh làm cho nó vui thôi. Chứ người ta đã lên máy bay rồi thì người ta có nhiều người ta đi rồi. Còn đây mình làm tung hô giảng tế cho nó vui chơi chứ sao không thua vậy ha. Cái đó là làm kêu bằng cái người thế gian. Thiền Tông cái người đó ra đi cái ra thanh thản rồi. À, thôi chị đi về theo tốt, chúc mừng chị. Có tiếng vậy là cũng tớ rồi, chứ khỏe cần chúc. Không chúc tôi cũng đi, mà chúc tôi cũng đi. 100 người chúc tôi cũng đi. Yeah. Còn cái người ở lại là tôi nói thiệt, vì cái danh ở kế bên. Tôi tổ chức này để mày mốc tôi dụ mấy người kia lại. Có vậy thôi. Kêu bằng kết nạp đảng gì một chút xíu thôi. Rồi hỏi tiếp đi. Câu cuối. Cái câu nghiệp chướng bổn lai không, xin viện chủ giải thích cặn kẽ dùm cho con và mọi người cùng hiểu. Bây giờ cái nghiệp là cái gì? Cái nghiệp là do suy nghĩ hành động nó tạo ra bằng cái gì? Nó tạo ra bằng nghiệp dương thì nó cấu tạo bằng điện từ dương. Nghiệp âm hay là ác đức nó cấu tạo bằng điện từ âm. Hai cái này nó tương tác, nó quay trở lại, nó tạo thành cái nghiệp. Nó quay liên tục giống như cái tánh người mà nó quay rồi nó mới có tánh người. Mà khi nó vào trung tâm vận hành luân hồi rồi thì nó không còn quay được. Mất điện từ nó không quay được là mất. Nó mất thì điện âm về âm, điện dương về dương. Thì còn cái nghiệp nào còn đó. Giống như con người mình mà điện nó không quay, máu nó không ra lông là con người mình sao? Đất nước nó trở về đất nước rồi. Nó đem vô lò thiêu rồi có còn cái ông A bà B không? Đó. Thì cái kia vô vậy, vô trong tâm hành thì cái nghiệp nó tự trở về cái điện âm, điện dương của nó. Vì thế mà người ta nói là nghiệp chướng bổn lây không. Cái này nó sự không phải thật. Do nó duyên hợp nó tạo thành. Giống như con mình nó duyên hợp tứ đại mới thành con người. Mà con người mình nó ngưng thở rồi sao? Thì 5 phút sau, 10 phút sau nó thu quắc lên thì thôi. Thì nó không phải là con người. Đó, thì người ta nói là nghiệp chướng bổn không giờ là gì? Nó vô trung tâm vận hành luân hồi là cái trong ở trong này nó quay theo quy luật vật lý. Còn vô trung tâm vận hành nó mất, nó không quay nữa. Thì cái những cái nghiệp nó trả về âm dương, mà nó duy nhất chỉ còn cái tánh Phật và công đức thôi.
Đó, vô trung tâm thiền hành nó duy nhất chỉ còn hai cái đó thôi. Mình phải hiểu cái thế giới này thì mới hiểu được cái đạo Phật. Đạo Phật là nói đến chỗ chân thật. Chân thật về bằng sự thật của trái đất này. Đạo Phật nó có giá trị là chỗ đó. Khi đạo Phật ra đời nó xóa tất cả những cái gì hiểu lầm của con người. Tất cả các tôn giáo này mà không thể chịu nổi cái công phá của thiền tông. Tất cả, bởi vì tôi nói là cái tất cả các đạo này nó lập từ nhóm. Từ nhóm thì nhóm ở trong cái không gian này, trong cái vật thể này hoặc là trong cái hành tinh này. Còn đạo Phật là gọi là đạo Phật là trùm khắp cả càn khôn vũ trụ và tam giới. Vì thế mà đạo Phật giải thích được cái tam giới này, của vũ trụ này, rồi hành tinh này, rồi vô hình hữu hình trái đất gì nó làm hết, nó chi nó biết chi rồi nó đem lên giống như là nó cho mình lên bàn mổ rồi nó cho mình mở mắt thấy. Nó thiền tông nó phá, nó dẹp được này. Vì thế mà Đức Tổ ra đời nó là phá, thiền tông ra đời nó phá tất cả những cái gì mê tín gì đoan ở đây, gọi là phá tà tông ở chỗ đó đó. Rồi hỏi tiếp đi. Đã hết giờ giải đáp rồi, xin ngừng giải đáp ngày hôm nay. Những câu hỏi tồn động sẽ được về giờ giải đáp vào tuần sau. Xin cảm ơn.